là sẽ mượn một cái điện thoại để chia sẻ live, phát live rồi nghe. Cho con mượn một cái điện thoại để live, chia sẻ live với những cái điện thoại hồng của nó nữa. Đưa luôn nha. Bánh đèn này. Bánh cho nó đây là xanh. Còn váy không Thái? Vứt vô trong đi để có đơn, có hàng. Để vứt hàng ra, nhẹ like rồi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Má áo chị cũng đẹp à. Rồi nha, Thái bắt đầu tương tác đi chị em mình. Ô, chưa nào váy Thông Thái đẹp lắm. Tính định tối mới like nhưng mà nó đẹp như thế này, không để dành đến tối được. Có được 200 mấy cái váy Thông Thái. Đấy, áo nguyên mang hả? Có luôn, có chứ. Lên giờ khô tàu 3158 đây nè. Mỗi chị em mình vô xem like nhé, cho xin một lượt chia sẻ nhé chị em mình ơi. Về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm luôn giùm em. Màu đẹp ghê á. Dụ miết khổ đời. À, Ngô Khánh chị gửi cái hàng không vừa em nhận giúp chị. Là cái nào chị ơi? Là cái gì? Cho bà xã ra hàng xã luôn có sao? Nhà em không phải là cứ chị em mình cứ gửi ra là em nhận đâu nha. Bên em kiểm tra hàng như thế nào, ok thì chị em mình mới gửi, chứ còn không không tự dân gửi ra là em không nhận hàng đâu đó. Cái điện thoại ra luôn đi. Mua hàng nhiều chị về không thích tự ấy gửi ra là em không 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 nhận hàng đó, đó mất hàng chị em tự chịu đấy. Nên na không yên tình gì đó chị. Làm hình dung đi. Cái ôi trời. Hồ Kim Phượng Trần Cao Vang đi từ 228 đi nhắn tin không rét. Chị hàng em đã sale rồi mà cứ tới hàng nhiều cái ở xã mà cứ đồ đổi, mua hàng sale mà nhiều khi đồ đổi khang luôn chịu. Tối nay à, cho em không lên bộ gió thì em không xử lý luôn nha. Đấy, em nói hẳn trên live không đến lúc nhận hàng rồi nó qua nó về mất rồi. Bộ gió thì em coi còn mẫu gì đó thì em up lên nhé, còn ít quá. Còn mà chủ yếu là xây nhỏ chứ không có xây to. Ôi đẹp ghê.
Là em nhìn ổn chưa, chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Em lên nhanh luôn nhé, lên kỹ nên là lên nhanh luôn. Rồi lên này, nhìn ổn chưa? Cái gì cái áo này xả ra trời. Này, cái con này nó đẹp lắm luôn ấy. Này của chị nào xả con này ra tí gì? Này. Con này đẹp như này. Ngày hôm qua mới lai trưa hôm qua nè. Phom lửng nha. Thôi xay 55 độ về. Thái xịn luôn. Phom lửng 55 độ về nhé. Cho nguyên con này. Em bán tặng luôn trẻ mình con này gấu 39 nghìn luôn. Chúc Lê mã tặng gấu 39k luôn dùng nguyên là được. Chị nào lấy gấu tặng 39k chúc Lê luôn dùng nguyên nhé. Con đầu tiên gấu. Đồ rẻ. Chắc quánh. 39.000 con nè. Comment mã này 39.000 phong lửng nha. Phong này trẻ mình 55 độ về là ok. Con này quá đẹp, thái xịn nha. Lấy mã 39k luôn dùng nguyên. À, không hơi giờ em còn. Còn xíu nữa em lên sao. À, cho nguyên con này 39.000. Mở nhỏ xuống bằng. Nhỏ xuống 39.000. Comment mã gấu 39 cho chị Bích Nga Hồ. Bích Nga Hồ. Con này lên luôn dùng nguyên này. Đẹp. 49k 5 con luôn. Comment mã chip tổ ong nhé. Em tự tin không nhà nào bán cái rẻ mình giá này luôn. Chip tổ ong nha. 49.000 5 con luôn. Size này trẻ mình từ 40-60 đều mang ok. 40-60-62 trẻ mình đều mang ok. Chip tổ ong này là toàn hàng người ta đóng vô là 85.000 5 con đó. Hôm nay trẻ em 49.000 5 con. Áo kiểu Quảng Châu có. Có được 100 mấy con, còn 100 mấy con xíu nữa em bóc em lên. Cho nguyên con này lên mã chip 49k luôn nhưng cố gắng chia sẻ mạnh tay dùng nguyên nhé. Mỗi trẻ mình vô xem like nhé, cho xin một vài nút chia sẻ nhé. Để cho view nó lên xíu trẻ mình thôi, cho nó dễ lên hàng. Đấy, view ít cũng khó lên hàng lắm. Cho nguyên 49k, chip xịn nha. Chip này thường thường em bán một chục, mỗi khi là bán một chục là 139.000, 129.000 đó. Chứ không có giá rẻ. Đó, lên luôn dùng mã chip 49k. Chốt mã chip 49k luôn dùng là được. 5 con, 49k 5 con chip xịn. Trẻ nào lấy chip lên chip luôn dùng ok này. Chiếc 49k cái này 75k. Chiếc 49 thì dùng chút. Chiếc 49 thì dùng. Ghi bì chiếc 49. Cố gắng chia sẻ mà tay lên luôn dùng nguyên nhá. Đơn làm sao mà 2 tuần không nhận được cả. Kiểm tra Dương Trâm Anh. Ghi đi dùng. Chút đi dùng. Chiếc 49. Chiếc 49 cho chị. Cái nó còn máy sát á. Còn máy sát nè. Em cứ ghi vô bì mỗi bì. Tại vì Huy đóng tách ra. Em ghi mỗi bì mỗi ấy khác nhau. Bán tầm 49.000 luôn. Hay bán tặng đầu like đó. Một vi. Nha, rồi cho nguyên con nè. Comment mã chip xịn. Chip 49 cho chị Nguyễn Thị Kim Dung. Nè, Nguyễn cái này Dung. Cái này phải chị em mình đi mua 28.000 cái không? Chị xanh ngọc em không có đâu chị Na Trương ơi, không có. Dung. Không có đâu. Không có xanh học đâu. Nè. Trong mã này con này nó là cực kỳ mắc mông luôn. Em còn nhá. Chip 49 cho chị. Nắng nam hai lớp em còn. Nè. Cho nguyên mã này là mã cúc luôn nữa được. Comment mã cúc luôn dùng là ok. 69.000 5 con luôn. Cái này con xếp. Cái này con xếp 69.000 5 con. Thế là chị mình đi mua 28.000 đó. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên á. Giờ em nói nè, em chỉ gom đơn khi tối thôi. Ví dụ như khi tối chị nào có ít, em chỉ gom đơn khi tối thôi. Còn đơn về trưa hôm qua là em không gom vô nữa. Nhà lưu ý em không gom về đơn hôm trưa hôm qua nữa. Nhưng nay là chị nào xác định chốt. Đi đổ thì trang. Đổ thì trang. Đang xếp này nè. Cúc luôn dùng nguyên này. Đổ thì trang chị Nguyễn Nga. Nên là chị nào xác định mua chốt nhá. Cái nhà em không để đơn lâu mà em nói là tràn nhà ra luôn ấy. Mà anh đi tìm thời gian đi tìm đơn để gom vô không gom vô được. Mỗi lần mà đi tìm lại bao nhiêu khách mà nữa đi tìm khách cũ có đơn để dồn đơn mới này vô nó rất là lâu, nó rất là tốn thời gian. Không chốt dứt đơn được. Nên là nhà em chỉ cho ví dụ hồi tối chị em mình có ít thì là em gom thêm cái đơn lúc tối thôi. Còn không gom đơn những cái like về trước nữa nhá. Em nói trước nha, cho nguyên con này. Con này xịn sò. Dành cho trẻ mình 57 độ về, 55, 57 độ về. 55, 57 độ về, con này đi 79k. Con này sướng này, 79k. Hồi tối con này hết rồi. 79k con này luôn. 49, ô lộn sorry, 79k lên mã này là mã ring 79k, size này là size 55. Chị nào gọn lên 57, con này đẹp lắm luôn nè. Rồi con này 89k, con này thật sự cũng không có giá nào mà sale. 89k một con trăng. Ring cho chị Nhân Nguyễn. Riêng cho chị Nhân Nguyễn. Rồi cho nguyên con nè. 89k con. Ôi đẹp thế.
Bà treo bên đó ai thấy không? Lùn ra treo cao cao lên xíu nhé. Rồi cho nguyên con này nha, comment mã chăn nhé. 89k. 89k một con chăn, con này màu này đẹp lắm luôn, màu này đang hết này. 89k một con chăn chằn như này. Kích thước của nó là 2m2. 89k cái luôn. Chị nào lấy chăn 89 chốt chăn 89 luôn vô là được nhé. Chăn 89k. Chăn 89. Chăn 89. Váy hồng từ từ chị ơi, từ từ. Từ từ em không định lên váy để tối mai á. Nhưng mà thôi nó đẹp quá. Này nó đẹp quá. Chăn 89 về Thanh Yên. Chăn Huyền coi hỏi còn cái chăn luôn rồi đó Huyền. Bỏ lên mấy mặt luôn đi cho nó gọn, mấy ăn trước đó. Cái đóng chăn không có chỗ, không có chỗ chắc trên ớn quá đi. Không ưng chị nào ghé. Còn màu xanh hang, chị này ghé em nói thật sự ghé cái kiểu gì chị em mình. Từ 22 tháng 7. Từ 22 tháng 7 mà kêu là bảo rằng khó. Không cho để ghé lấy đơn. Nay nhiều chị em sợ luôn. Làm cái list 409.000. Từ ngày 22 tháng 7 coi cái hình đại diện của chị này làm sao đỡ phải chút. Có chị nào đấy chị mua gì? Có cái hình đại diện chị này bánh có này. Làm sao đỡ chút. Phương Vy à? Vô mô shop kiểm tra thử nè. Từ từ vái, từ từ chờ em xíu nhé. Hay ưa vái lên vái trước. Này. Này. Xe 36 này, mã này giờ lắm chị con. Mới nghe nửa tưởng đồng nửa đá tình quốc nửa nam. Cho nguyên con này nha, xanh thang ghi cho chị Võ Ngọc Anh đi, xây 60kg cứ ghi đừng có em bóc nha, không có ăn thôi nha. Rồi lên luôn nè, hoa cúc em hết rồi, còn em mãi chip xịn luôn. Ông lộn ngực xịn hàng này, hàng ngực xuất phát cô pha này đó. Em đang đi 149k cặp, cái này cặp em đi chị em 129k luôn. Xây 36 129k và xây 36 nha, đẹp lắm, xịn sao lắm. Cho nguyên mã này xây 36 một cặp 129. Coi ngồi nó còn cái chăn kia mình bỏ lên mắt tặng đi. Thế đi mua rồi ạ. Dạ 36 cho chị Hướng Dương. Nè, đây nè. Kiểm tra lại thử đi, từ ngày hai mấy một set hết cúc rồi chị, em hết cúc rồi, hết cúc rồi, không ngực em hết rồi, ngực là em hết rồi. Cái này xả chưa ta, cái này xả chưa, cái này mình đang chạy mà, mình đang bán mà, mã này đang bán mà, mã này đang bán. Váy hồng, váy hồng, váy hồng. Còn cái này dưới không, bỏ luôn cho chị luôn nè. Cái đổ thì sao? 75.000 con. Em nói là nhận hàng con này về chỉ có sướng. Tê người. Tê người. Thái nha. Này bỏ cho chị đổi thì trang vẫn đã đi hết. Trang này bà ơi, trang nó trắng động chỗ bà ơi. Cái nó mấy cái tặng bà tặng đi cho nó động chỗ. Tặng chín cái. Cái này cũng động chỗ à. Nhưng mà giá này Nguyên không sale được nữa. Không sale quá rồi. 75.000, cái này Nguyên không sale được nữa. Cái này ấy là chăn không còn mã nào hết rồi. Con này lên mã chăn xanh luôn dù Nguyên. Đâu, váy người lớn với chị. Nhiều mẫu đẹp lắm, gần trăm mẫu. 200 mấy vô, Tình Ngô. 2928. Hai mấy. Tình Ngô ra đếm là hai mấy. 28, 29. Có 280 cái thôi. Mã cực nhiều mẫu đẹp. Cái này còn hai cái, lên mã tặng chăn 89 luôn dù Nguyên. Còn được hai cái, con nó bị lỗi không? Con này 89.000 nhá, chăn. Ui con này đẹp lắm. Chị nào lấy chăn 89 chút chăn 89 luôn dùng đi. Ở chị nào đang có đơn nha, 89.000 chăn. Áo kiểu từ từ chờ em xíu, váy hồng từ từ chờ sao chị ơi. Lên mã chăn xanh 89k. Chị Phạm Minh Thanh ơi, lên địa chỉ luôn trên like cho em. Chị bỏ cái này vô trong bì đi Huyền. Bỏ lại cái này trong bì đi. Bên này, chăn xanh có hai cái. Cho Phan Minh Thanh với lại Phan Hương. Lên thông tin nha, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em đi chị ơi. Cái này em bị lỗi xíu này. Đây này, không phải lỗi gì, cái này em dơ xíu em phải giặt được. Nó bị tọt bao á, bị dơ xíu thôi.
Đó chị em nhìn nè. Nhìn nè. Chốt mã 75 dùng Nguyên nhé. Con này bị dơ xíu chị em về giặt là được. Màu này đang rất là đẹp. Con màu này đang rất là đẹp nha. Chốt lên luôn dùng Nguyên con nè. Comment cái này. Chốt lên luôn những mã này là chị gì á, chị gì á, Trinh Phan á. Lên mã 75k luôn vừa được. Cho chị Nguyễn làm. Cho chị Nguyễn làm. Cho chị Nguyễn làm. Cho áo anh đang mang trước cho Hiền. Chị chốt trước đã này. Áo anh đang mang trước đã. Đẹp và đẹp cực luôn. Con mẫu đẹp thôi. Form này chị em 60-62 vô tư. Có tông tàu khô 3158. Chăn xanh em hết rồi. Chăn xanh em hết rồi. Váy em lên giờ luôn. Chờ em xíu. Cái này có chục con thôi nè. Áo anh đang mang. Chắc có tông tàu khô 3158. Hàng này chị em mình lưu ý. Hàng này chị em mình đi search đi. Toàn shop người ba ta bán gần cả tiền trăm cái á. Nè. Đẹp cực kỳ luôn. Có chục con thôi. Phong dài như thế này nha. Chị em mình mang phủ mông cũng được. Phủ mông cũng ok nha. 10 con nha. Có 10 con thôi em đi chị em mình 59k con. 59k con. Mền không có size chị ơi. Mền nó chỉ 2m2 2m2 chứ không có size. Không có size nhỏ. Mọi kích thước giường đều dùng được cái chăn đó hết. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. 59k. Chắc có tông tàu khô nha. 3158 cái này càng giặt càng mềm. Càng giặt càng mềm. Cho chị Thoa Ngô cho em. Cho chị Lê Dung. Cho Hoàng Thị Thị Linh. Rồi nhá. Cái này lên nhanh tay 59k. Đúng 10 cái thôi. Nên là chị em mình tranh thủ. Ôi quên nhắn chị gì đó. Chị Minh Minh. Chị Phạm Thuận có vàng. Cho chị Nguyễn Kim Dung luôn. Chị Minh Minh chỉ hay dặn cái tàu khô này. Chị nào mà đã mua tàu khô này về chị em sẽ ân. Ngay ví dụ Vũ Bình An. Vũ Bình An. Bây giờ Hồng Phạm thì ăn 2 cá. Hồng Phạm thì ăn 2 cá. Rồi. Cho chị Phan Minh Thanh ơi, chưa có địa chỉ. Phan Minh Thanh một cá này. Chị Thùy Dung nữa là hết. Thùy Dung con Nguyên đang mang. Chị Phan Minh Thanh lên cả địa chỉ luôn trên live cho em nhé. Phan Minh Thanh. Phan Minh Thanh và chị Thùy Dung. Thùy Dung con áo vàng con đang mang. Chị lên địa chỉ hẳn trên live cho em với. Có đơn kèm cả thông tin luôn. Ui trời ơi cái màu. Vàng hết rồi nhá. Chăn đâu mà 75k 3 cái trời. Có cái chăn nào 75k đâu. Chỉ cái chăn đó nó bị dơ xíu thôi. Không có đâu chị ơi. Coi like kỹ kỹ giùm em phá. Đâu có cái chăn nào 75k. Chỉ có cái chăn đó nó bị dơ xíu á. Nên em sale về cho khách giặt giùm ấy. Chứ đâu có 75.000 đâu. Rồi lên luôn dùng mã xanh. Xanh này được chục con không? Bị chục con xanh không? Chắc có tông tàu khô 3158. Chị gì hồi nãy chưa lên. Chưa lên thông tin ta. Chị gì ta? Chị Phan Nguyên Thanh lên rồi đúng không? Rồi cho Nguyên con này, từ từ nhé. Cho Nguyên xanh luôn nhựa được. iPhone đang mang nhé. Chốt xanh luôn nhựa ok. Ok chị. Cho Nguyên xanh con này mang phủ mông luôn cũng được như vậy mọi người. Nè. Dài lắm. Dài nha, cho Nguyên xanh. Xanh nhé. Xanh cho chị Hợp Nguyễn. Cho chị Bích Hạnh. Cho chị Bích Hạnh. Chị Sói Hiền Lành. Rồi nhá, ai lấy xanh lên xanh luôn dùng Nguyên nhé. Có tông tàu khô chị Thúy trên đạn càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Những con này chị mình không mua tiếp. Không có hết á. Đang hết á chị ơi, đang không có. Cho Nguyên mã xanh nha. Comment xanh luôn dùng Nguyên nhá. 59k con này. Chị mình cứ search những cái loại mà cái dòng có tông tàu khô 3158 thì là người ta toàn chạy cho chị em mình là hồng ngô cá xanh 89.000, 95.000, hàng shop đi 105.000 cá, 101.000 một cá. Em đi chạy mình 59k con nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng Nguyên nhá. Chắc có tông tàu khô. Size này chị em đến 60 thậm chí 62 chị em bon trang được nha. Lên xanh luôn dùng là ok. Áo xanh cho chị Ngô Tường Vy. Chị Ngô Tường Vy lên thông tin trên live cho em luôn với. Cho chị Ánh Nguyệt lên. Cho chị Ánh Nguyệt lên. Cho chị Hồ Lợi. Quần Nguyên đang mang á. Có bán luôn còn táp nè. Nhưng mà không biết còn size hay không thôi. Nè kéo này còn size không? Còn đúng không? Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã xanh luôn dùng Nguyên á. 59k con. Còn hai cái xanh nha. 59k chị nào lấy xanh 59 đẹp lắm. Càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Còn được hai cái xanh nha chị em mình ơi. Rồi lên mã này lên kem luôn dùng Nguyên. Kem có ít nè. Thôi em lên từng cái chị nào cho chị Hương Nguyễn lên cái. Cái này có mấy cái gì? Được chục không? Cái này được 5-6 cái cho mấy này. Lên mã mặt cười cho Nguyên nhé. Cười có 5 cái. Cho chị Hương Nguyễn lên cái xanh đi em. Trong mã mặt cười nha. Xanh cho chị Nga Thúy nữa là hết. Trong mã mặt cười màu nào cũng đẹp. Nào trẻ mình lật 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 sao cái like lên cũng đẹp này.
lật lật sơ cái like lên nó cũng đẹp lắm đó. Chị em mình mix quần ngố cũng được, phụ mông giáo quần. Ok chị Ngô Tường Vy cho em cái số điện thoại. Váy vàng bao nhiêu từ từ em lên luôn, em lên cái này xong em lên váy vàng luôn, váy thun thái luôn. Cho mã mặt cười vậy mình lật like lên này cũng đẹp lắm, cho mã mặt cười luôn, dù được có 5 con mặt cười thôi nhá. Chốt mã mặt cười cho chị Hạo Huỳnh con. Ôi chị Minh Minh đâu không thấy, quên nhắn tin cho chị Bích Ngọc, đây Bích Ngọc, cho chị Thanh Ngọc Thùy Dung, Thanh Ngọc Thùy Dung còn chăng nhưng mà em bán chị mua rồi lại bán 100.000 này, nã bán tặng thôi. Cho chị Lê Thị Thanh Hồng lên thông tin cho em, Lê Thị Thanh Hồng. Rồi ok còn hai cái mặt cười cho chị Hiếu Hoàng, cái còn một cái nữa là hết đó kia, đó kia, đó kia. Rồi còn cái nữa là hết, màu này có mái cá gì rồi lên xanh. Cái gì sói hiền lành nữa hết mặt cười. Mã này lên mã số 3 có 3 cá thôi, trong mã 3 luôn dùng nhé, đúng 3 cá đẹp lắm, có 3 cái này đẹp không, hay rẻ dễ mà này 59.000 con nè. Chắc khô tàu, cái này hàng cốt tông tàu khô 3158 nha. Đó trong mã này là mã số 3 có 3 cá thôi, lên mã số 3 luôn dùng là ok nhé, 3 con giá đi dễ mà 59k. Dạ vậy là sao chị Lương Hiền ơi, là sao chị ơi, trong mã số 3 nhé, chị nào lấy mã số 3 lên mã số 3. Em đang đi chị mình là 59k con, có 3 con thôi. Đó, mỗi thứ có mấy cái này là thôi em lên được, chị nào chốt được màu gì chốt nhá. Có 3 cái, ai lấy cái này lên, cái này còn cái đây nè. Nha, rồi lên mã số 3 luôn dùng ok, chị nào lấy mã số 3 comment mã số 3 luôn dùng đi. 59k con, phát nhanh tay chị em mình ơi. Số 3 2 cái đi đi. Đây nè, 2 cái đi đi. Còn cái chứ mất. Chị thấy trên đặng nữa là hết. À quên. À đúng rồi, còn cái thì thấy trên đặng. Cái này màu trắng nha. Trắng này có được chục con. Chục không? Được chục con màu trắng, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Dạ đến lúc chốt đơn cái là chị báo số 3 em hết rồi. Chị báo gom với ai chị báo luôn giùm em nhé. Chứ giờ chị báo thêm mai không nhớ được. Rồi cho nguyên mã này là mã trắng. Chốt trắng luôn dùng nguyên nhé. Trắng hai gì ti ti. Trắng một chị Lê Dung. Rồi nha, 59k con, chắc có tông tàu khô 3158. Cho chị Hiếu Hòn con. Cho chị Hiếu Hòn con. Hai con cho chị Lan Huỳnh. Hai con cho chị Lan Huỳnh, rồi còn một con trắng này nữa lấy. Thì hồi chút nữa hết trắng. Hồi chút nữa là hết trắng. Hồi chút nữa hết trắng. Rồi cái này có 3 con. Rồi lên kem luôn dùng nguyên, còn màu chị nó nguyên. Cho nguyên kem nhé, chị nào lấy kem, lên kem luôn dùng là ok. Cho nguyên kem luôn dùng nguyên nhé, hết trắng nha, kem. Dạ cho nguyên mã này kem luôn dùng nhé, đẹp thì toàn kiểu đẹp không á nè. Trời nè, có 3 con thôi, cho nguyên kem nhá, chị nào lấy kem iPhone đang mang như này nè, cho nguyên kem nhá, hết trắng rồi, hết trắng rồi chị ơi. Đổi màu màu kem giùm em với nè, hàng chậm này, đổi màu kem dùng nguyên nhá, có 3 con màu kem thôi, chị nào lấy kem lên kem luôn dùng nguyên nhá. Dạ chị ơi, chốt đang xong đi đơn hết rồi nha, lên kem, kem này kiểu khác, kem hai. Kem 2TT, 1 cho Lan Huỳnh nữa là hết. 2TT, 1 cho Lan Huỳnh, rồi hết. Màu xanh ngọc này con, thấy con cái. Cái này con cái duy nhất, hết kem nè. Hết kem nè, trông hướng xanh ngọc luôn dùng em được nhá. Xanh ngọc con cái. Hết kem nha. Hết kem chị ơi, trông hướng mã này xanh ngọc. Con cái xanh ngọc. Chị nào lấy ngọc, lên ngọc luôn dùng em có đúng cái thôi. Một cái ngọc, hết kem luôn. Đẹp lắm, nè. Nè đó, chị nào lấy ngọc lên ngọc con cái cho chị Hạo Huỳnh, hết kem chưa, cho chị Hạo Huỳnh, cho chị Hạo Huỳnh ngọc. Rồi hồng này được mấy con không, được vài con không, hồng này được chục con, hết kem luôn, hết ngọc luôn. Cho nguyên hồng nha, chị nào lấy hồng comment hồng, comment hồng luôn dùng nó được nhá, hết ngọc hết kem luôn chị ơi. Rồi cho nguyên hồng nha, đẹp lắm, và em mặc hết luôn rồi, em làm ưa màu vàng, cái gì có màu vàng lại vóc màu vàng em mang thôi, bất kể là hình đẹp hình xấu gì cứ màu vàng lại mang thôi. Rồi cho nguyên con này nhá, đẹp không nè, comment mã hồng luôn dùng nhá, đẹp lắm luôn quý. Chốt mã hồng 59k, chị nào lấy hồng 59 chốt nhanh tay luôn dùng nguyên nhá, 59k con hồng. Dạ không chị ơi, cái nào mà nguyên đọc tên là có nhá, comment hồng lên luôn dùng nguyên được, chưa tới chục con hồng đâu, ai lấy hồng chốt hồng luôn dùng nguyên là được nhá. Phone này chị em lấy 60 vô tư, 62 vô tư, mang phủ mông giáo quần cũng được. Đó, phông to phủ mông giáo quần cũng ok. Không mang đóng thùng, mang quần sọt đóng thùng cũng được. Đi chơi là nhẹ nhàng như này là ok rồi, không cần gì cầu kỳ hết.
mấy cái chân váy nhẹ nhẹ nữa. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Váy xanh cốm sau lưng như em dạy vợ toàn bộ váy là 75.000 cái. Không có cái nào xanh cốm. Trả lời gì đâu. Biết cái váy là 75.000. Chị nào có thấy cái nào xanh cốm nào? À chắc là màu vàng. Chị Ngô Tường Vy lên số điện thoại chưa? Lên số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Trong Nguyên Hồng luôn nhớ được. Chị nào lấy hồng comment hồng luôn dùng em nhé. 59 càng con hồng. Phát nhanh tay đi dạo một nơi. Bao rẻ bao đẹp nha. Chị Ngô Tường Vy lên cả số điện thoại luôn trên like cho em. Rồi lên mã vàng gấu. Comment mã vàng gấu luôn dùng. Ơ còn cái màu trắng thì đẹp nữa. Còn có một cái màu trắng này nè. Phải từ từ chờ em xíu. Em lên nhanh thôi. Xong cái này có mấy cái chứ mấy. Còn có mấy cái thôi. Phái thì được có 280 cái. Thế con cá màu trắng đây nè. Đó chị nào lấy trắng chút trắng luôn vừa được. Còn đúng một cái. Comment lên trắng luôn vừa nguyên. Phone này chị em đến 60 nè. Cái phone của nó này chị em nè. Gần như là phủ mông luôn. Gần như là phủ mông con này luôn. Cho nguyên mã trắng luôn vừa nguyên nhé. Có tông tàu khô cái này chị em mình càng giặt nó sẽ càng mềm. Ok chị. Càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Đó không bị mắc phô máu. Hay chị em mình giặt vô tư không bị mắc phô máu. Ê. 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 Cho nó nguyên đi chơi được. Cưng như kia. Tráng con cái. Tráng con cái thôi. Tráng cho chị Hoàng Thị Thùy Linh. Có màu giòn không? Giòn rồi đấy. Có màu giòn không? Không có màu giòn thì cho màu hồng cũng được. Phái em mặc hả? Thùy á? Con đai sai không? Ờ. Mừng quá. Màu giòn màu đen. Thùy á? Coi váy Nguyên đang mang còn không? Còn. Đai sai không? Chị em mình cứ lên đi có sai em bóc. Con này em đi về em 79.000. Cái này là không phải là váy mà là quần. Quần váy. Cái này là quần váy. Thì mang đôi dép cao. Quần váy. Chị nào lấy cái này lên luôn giường nguyên nha. Quần váy đài sai. Cái này đài sai nhá. Cái này phía trước là váy, phía sau là quần. Đó, đài sai chị em mình đến tầm dưới 60 rồi. Cái này còn tầm dưới 60 được rồi. Còn tầm dưới 60 chị em mình ứa này lên luôn chung. Mã này là mã chăn váy đi. Chốt mã chăn váy 79 luôn dùng. Nguyên kèm số ký là được. Chăn váy 79k kèm số ký là ok. Rồi cho nguyên con nè. Kèm số ký nha. Có sai đó. Rồi lên mã gấu vàng. Chị nào nãy chưa được màu vàng chút nhanh màu vàng đi chị em mình ơi. Chia sẻ bàn tay dùng nguyên nhá. Đẹp lắm luôn. Ngày nào cũng có hàng mới hàng đẹp về phục vụ chị em mình thấy đó. Đó cho nguyên con này nhá. Comment lên luôn dùng mã này là mã gấu vàng. Nhìn cân chưa. Này mà không chốt được nữa thì thôi nha. Trong mã gấu vàng. Đầm cam từ từ chờ em xíu. Ai lấy cái chăn váy Nguyên đang mang thì cứ lên luôn dùng mã chăn váy. Kèm luôn dùng số ký là ok. Đằng trước đằng sau. Đấy. Này ngồi đi chơi vô tư thoải mái không lỡ không lo bị phắt bị gì hết trơn. Trong mã vàng gấu luôn nhựa được nhá. Vàng gấu này để Huyền chốt vàng gấu cho Nguyên cái cho chị Hiếu Hoàng. Cho chị Hiếu Hoàng thì thấy trên đặng. Thấy trên đặng. Cho chị Hồ Hành Văn Anh. Chị nào cứ lên quần váy thì cứ lên quần váy đi. Chị Hồ Hình Văn Anh luôn. Cho chị Bích Hạnh. Cho chị Linh Vũ Nguyễn. Linh Vũ Nguyễn. Cho chị Trinh Phan. Có một màu này thôi chị ơi. Chị Tâm Trần. Chị ơi chị Huyền Lê ơi lên cho em cái số ký. Cái này có sai. Còn Huyền bên Dung hai cái ba cái nữa kìa. Bên Dung ba cái nữa kìa. Chị Bích Hạnh có rồi. Say CS là size nhỏ nhất nè. Đến 60kg. Nguyên đang mang CS nè. Hết rồi. Chị Bích Hạnh có rồi đúng không? Cho chị Nguyễn Trang Hồng ơi lên thông tin trên like cho em với. Mẫu Nguyên mang hết rồi. Chị Tâm Trần ơi lên thông tin cho em đi. Cái màu vàng mới cầm nó bao nhiêu vậy chị ơi? 59.000. Nguyên đang mang CS nè. Nguyên 52kg đó. Đang mang CS. Rồi trong Nguyên mã cá luôn dù ra được nhá. Chị nào lấy cá comment cá luôn dù ok. Chốt lên cá luôn dù ra được nha. Nè. Nè. Đẹp chưa? Lên mã cá kem luôn dùng nguyên nhá. 59k một cái. Cá kem 59k luôn dùng là ok. Chắc con này là chắc có tông tàu khô. Foam này chị em mình càng giặt nó sẽ càng mềm. Thấm hút mồ hôi nhiều. Đó. Chốt lên mã cá cam 59k một con. Chị nào lấy cá chốt cá hết. Cá nhá. Cái này đâu có màu đen đâu đúng không Nguyễn? Cá kem chị Lê Dung không có màu đen. Hết màu luôn rồi đấy. Hết màu luôn rồi đó.
cá kem cho chị Lê vô. Rồi nha, chị nào lấy cá kem comment mã cá kem luôn dùng là được. Lên váy được chưa? Tương tác giùm em đi chị em mà nói. Cắm tương tác lên luôn dùng. À còn cái mã chữ này nữa nè. Còn cái mã chữ này nữa cũng lên nốt luôn nè. Ok. Cá kem xinh nè. Yvonne đang mang ấy, còn chữ kem nữa là hết. Cá và chữ màu kem. Cá kem cho chị Ngọc Lê luôn. Cá và chữ màu kem nhá. 59k một con. Đó, ai lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên. Form này chị em lấy 60-62 mang form rộng phủ mông giáo quần. Hai cái chân váy cho chị Hằng Ruby Nguyễn. 50 cái cho chị Huỳnh Mỹ Linh. Huỳnh Mỹ Linh. Đổi giùm chị mấy bộ bé trai nha. Là cái bộ gì mà nhỏ? Bộ gì mà nhỏ? Rồi nhá, lên mã cá kem luôn dùng nguyên là được nhá. Chốt mã cá kem luôn dùng được. Cá còn chữ khác đi. Cá khác chữ khác nhá. Rồi cho lên váy đi, tương tác cho em nha. Chấm tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Em bắn thiệt chứ em không bắn thử chị ơi. Còn quá xem mời chị Tuyết Phạm luôn. Có cái nào nãy còn máy xếp ấy. Trong cái ghế em cứ nhìn cái móc gỗ. Có cho nguyên cái bóc vỗ gỗ. Trời ơi. Nhìn nè. Form này chị nào bầu bí bông trang vô tư. Bầu bí bông trang vô tư nha. Rụng tim luôn. Mà giá em nói chạy chị em mình giá quá là rẻ. Trong cái bộ thì nè, trong bộ rút cái bộ thun thái ra trong cái móc nhựa đi. Cái váy nhựa. À quên lộn, à cái móc gỗ. Chị bắp like ok. 3158 em lên rồi. Còn được mấy chục con chứ mấy. Chưa tới 100 con em lên rồi. Cho chị Hương Nguyễn Lê luôn ok. Cái này có mấy cái gì? Tăng lên đi cho nó diễn. Trời ơi. Nè. Nó xịn sò lắm luôn ấy. Vái thái nha, vái tung thái xịn luôn. Có mấy cái rồi? Có được hai cái màu nu. Chị em mình nghe giá là em đi chị em 75.000 cái. Ừ. Nghe cái gió là 75.000 cái nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Lấy gạch bao nhiêu chị ở cái form này phong sung. Phong sung ba cái gì TT. Có được hai cái thôi. Hai cái. Hai cái gì TT. Hai váy nu chứ mấy. Rồi cho lên màu vàng. Còn không? Còn gì? Chị nào không nhận không chốt những cái mã này em nó tiếc. Thiệt sự luôn tiếc. Vàng nhá. Có 60 váy nu hết rồi. Vàng này có 3 cái. Phải nó mình nó xịn mà đi giá. Ôi cái này nó tụt cái này đây rồi. Cái này bị xúc cái này. Cái này bị xúc dai cái này, bỏ riêng cái này. Cái này thôi, cái này sale để đây riêng hồi sale riêng. Và để riêng cái này hồi sale tụt cái dai. Vàng này Trương Thị My này. Vàng cho chị Võ Yên Phương. Màu nu em hết rồi. Còn vàng thôi. Còn vàng thôi, chị nào lấy vàng cho chị Hiếu Hoàng. Rồi còn một cái vàng nó y cá lúc nãy. Vàng cho chị Kiều Nguyễn nữa lấy. Chị Kiều Nguyễn nữa lấy. Trời ơi gì cái hạng nguyên màng xét rồi đó. Hạng nguyên màng xét rồi đó. Nhìn cưng không? Phải nó đã lắm hết vàng. Cái này bo rip nhá, phía sau này, phía trước này. Nè. Ai nhanh có thôi. Hai cái màu hồng, cái màu xanh. Đây, cái con hàng mẫu nó mang lên như thế này. Xét nha, giãn vô tư nè chị nào. Mang body được là chị em mình chốt. Mang body được là chị em mình chốt ok. Hai set hồng thì ti ti luôn. Trời đẹp. Váy vàng em hết còn nhiều mẫu. Còn một set màu xanh ngọc. Còn một set màu xanh ngọc đây. Cái này khỏi mở ra mất công đây. Cái này form áo của nó là lửng lửng như thế này. Váy của nó dài body nhá. Cái này dài hơn xíu dăng tới đầy. Rồi nha, lên luôn dùng mã váy xanh ngọc con cá. Váy xanh ngọc con cá. Áo vàng nguyên mặt. Dạ không, em còn cái hình con gấu chỗ này. Chứ hết kiểu này rồi. Có một cái xanh ngọc lên mã set 75.000 cái. Nhận hàng về chỉ có sướng thôi, em nói thật sự luôn. Cái này nhận hàng về chỉ có sướng. Cái này em sale này. Xanh ngọc cho chị Hiếu Hoàng. Cái này chắc là sẽ không giặt ra vì lúc người ta làm vải á. Người ta làm vải á, cái chữ này làm vải chắc là con này sẽ giặt không ra đâu chị em mình. Nhìn cưng chưa này. Nhìn. Con này em đi chị em mình 59k. Đẹp ghê á. Xe này 55 đổ về chị em chúc đẹp. Đuôi cá nha, riêng con này em sale. Không, riêng con này em sale tại vì cái này là bị ấy lúc làm vải cái này sẽ không giặt ra nha. Trong mã 59.
cái này soi kỹ mới thấy thôi. Đây này, người ta làm vải ở trong này nè, nên ở ngoài sẽ thấy như thế này nè. Cho con này 55 đổ về, em đi chị em con này 59k, các bạn 59k luôn, dùng nguyên nhất thì đổ thì trang, thì đổ thì trang, cái mẫu này nhiều chứ, đổ thì trang. Chắc là chờ đuôi cá này còn không? Con cái đuôi cá, cái này lên mã nắp vàng luôn, dùng nguyên đẹp nhất là chị em mình 55 đổ về. Lên mã này là mã cá vàng 75k nhé, cá vàng. Cái có đôi dép cao cao của mình đứng ra rồi hè. Dung dung cho chị cái đôi dép màu hồng, màu trắng phía trong, cái bạn nhíu bạn ngoan vô trong đó rồi. Cho khách đứng lên cho khách thấy được cái phong thái. Cho mã đuôi cá nhé. Chúc mã đuôi cá. Cho chị Xuân Tư Nguyễn này. 75k chị Xuân Tư Nguyễn này. 75 chị Xuân Tư Nguyễn này. Còn không gì? Cái gì? Còn cá vàng nữa không? Không, còn cả chứ mấy. Rồi cho con mã nút hồng. Nút hồng này có 3 cá. Nút hồng này có 3 cá, đẹp lắm. Sách xanh hết rồi em ơi. Nè, phong sung nha, cái này có túi. Chị nào bào bí bông trang vô tư luôn. Cái này mà chị nào bào bí là bông trang, cái này vô tư luôn nha, chốt lên luôn, dùng nguyên con này, comment lên mã này là mã nút luôn vô được nhá, hoặc là mã đúng rồi, trong mã nút và nút hồng. Nút hồng trên cái line này mà không chốt cho mình được 3 cái, 4 cái vái này thì tiếc. Em thiệt luôn. Comment mã nút hồng luôn dùng nguyên nhá, được 3 cái nút hồng. Form này chị nào 60 62 vô tư bào bí con trang vô tư luôn. Đó, được 3 cái, 4 cái. 4 cái nhá. Nút hồng cho chị Ngọc Thanh Võ, cho chị Phạm Nụ, cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và chị Kiều Nguyễn nữa là hết. Kiều Nguyễn nữa là hết nút hồng. Mỗi thứ có ít lắm nên là chị em mình tranh thủ. Em thiệt luôn. Nhận hàng con này về chị có sướng. Thái xịn. Rồi nha, lên mã nút vàng, nút hồng em hết rồi. Nhận hàng về đẹp đừng keo nữa, em thiệt luôn ấy. Đừng có keo là còn hàng nữa không em ấy. Nè, trong mã nút vàng nhá, sung sung. Chị em mình đến 60-62 còn bông trang vô tư nhá. Túi sau bào bí bông trang được luôn. Mà vải nó đẹp, cơ bản là vải nó đẹp. Cái kem phía sau, cái kem phía sau. Tiện y con này đi. Nút vàng chị Ti Ti. Nút vàng chị Ngô Thị Kim Trung. Ngô Thị Kim Trung. Vàng chị Trang Trần. Vàng chị Lê Dung. Vàng chị Phạm Trang. Rồi nhá chị nè. Đấy. Lê Dung. Phạm Trang. Thấy chưa? Hết rồi. Còn cái hồng nữa nè. Sót lại cái hồng nữa nè. Sót lại một cái nút hồng này chị em mình nè. Cho chị Nga Đặng nè. Nga Đặng Hồng. Chị đó bả. Nga Đặng Hồng. Rồi hết. Nút nu nè. Có hai con nút nu phải. Hai con nút màu nu. Được hai con nút màu nu. Mà giá cơ bản là giá nó quá là rẻ. Em nói thiệt sự luôn. Thế gặp từ từ chờ em xíu. Con này trẻ mình 62, 65 bông trang vô tư hết. Gạch nè, tôm mì. Gạch theo. Gạch là theo. Cho nguyên mã này là mã nút nu dùng nguyên nhé. Toàn bộ chữ em này là chữ theo hết. Nu nè, nu chị Quỳnh Như, chị Phan Hồng Văn. Hai cái chứ mấy. Quỳnh Như, Phan Hồng Văn. Rồi hết nhé, hết nu nhé. Quỳnh Như và Phan Hồng Văn. Rồi cho nguyên mã này là mã nút cam, có hai cái hết nu. Nguyên nói là coi cầm cái con vái này nó nặng trịch tay luôn ấy, vải nó đã lắm. Nu chị tới ai rồi ta? Cho chị Hiếu Hoàng, chị Ti Ti. Rồi, Hiếu Hoàng thôi. À? Hiếu Hoàng thôi, không có Ti Ti. Màu này là màu cam đất. Chị Ti Ti. Cam. Cam cho Hồng. Hoa Hương Lan. Hoa Hương Lan cái. Cho chị Lê Dung cái hết. Đây dùng cái nữa là hết. Màu đen này đúng không? Nút đen luôn dùng nguyên nhé. Không mua vài cái trên cái line nè. Em đi 75k gì có đẹp lắm. Đi chơi được, mặt nhà ok luôn. Mà vải nó xịn. Thái xịn. Nè, vải thun thái xịn. Hàng này chị em mình đi mua rẻ, người ta bán chị em mình 130 nghìn. Còn không là 150. Trong mã nút đen dùng nguyên là được nhá. Chị nào lấy nút đen, chút nút đen luôn dùng là ok. Comment mã nút đen. Nút đen nhé, đen cho chị Huyền Anh.
đen cho chị Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn rồi còn hai đen. Chốt cho chị Bắp Lai. Đen cho chị Hiếu Hoàng rồi lấy. Em chốt đơn xong là gửi hết. Mã nào cho nhiều nhiều cho lên trước nha. Rồi cho nguyên mã NY. NY này có 3 con. Hai con màu xanh, một con màu hồng. Đây mã NY luôn dùng nguyên thành mà. Đấy, cái này về sướng mà chắc sướng mà chị em mình. Xịn sò. Túi tiết. Này mang đi chơi vô tư thoải mái luôn. Lên mã NY xanh và NY hồng. Hồng rút ấy. Có túi hết nha. Lên mã NY xanh hồng luôn chị TT, còn một xanh. Còn một xanh nhá, chị nào lấy NY xanh lên xanh luôn được. Còn xanh nha, còn một xanh, chị nào lấy xanh chút xanh. NY này còn theo. Cái này chị em mình bon kem vô tư hết. 62 chị nào mà mang ôm đựng 65 cũng được luôn. Mà cái này mang thụng thụng nó mới đẹp. Cái gì vỏ yêu phương xanh luôn hết. Vỏ yêu phương xanh luôn hết. Rồi nhá, cho nguyên mã này mã rút hồng có 3 cái. Rút hồng có 3 cái. Cái này có rút ở giữa nè. Ui cưng chưa nè. Cái này chốt 55 thôi cho nó thông thả. Riêng con này chốt 55 thôi cho nó thông thả nha. Cái phông sung thì em chốt cho chị mình nó to to xíu. Còn này, con này chốt đến 55 thôi. Cái này mà chị nào eo nhỏ thì rút lại dùng nguyên cũng được nhá. Chốt đến 55 con này. Cho mã rút hồng. Rút hồng cho chị Đào Bích. Chị Vũ thì Ngọc Lan. Chị Văn Anh Nguyễn. Chị Ti Ti. Hết rồi đúng không? Ti đã hết rồi. Hết rồi. Trong mã rút vàng có 2 con. Đẹp lắm. Em nói 55 đổ về. Mà đang không chừa cho mình con này nữa. Đâu có hàng nữa. Vàng nè. Đẹp vậy. Thôi vàng đi. Hết còn có một cái vàng. Cho màu nu đi. Cho màu nu đi. Vàng gì Bích? Bích vàng. Hết vàng gì Bích vàng. Cho màu nu đi. Cưng lắm. Mà mang cái đôi dép đi nữa nè. Thắt tiền đôi cái đôi dép này nữa nè. Hợp gu. Hết rút nhé. Sắm luôn đôi dép đi nữa. Dạ mình nè. Rồi cho mà rút đen. Có hai con rút đen. Thương lắm. Đẹp nữa. Và nếu mà kêu mà không mua đồ nữa mà 350.000. Đen nhá. 350.000 là tính giá sỉ đó. Đen nha, hết vàng rồi. Rồi đen, đen luôn cho chị Nhân, Nhân Nguyễn còn một đen. Còn đen hết. Còn đen nhá, nu cho chị Quang Dũng luôn. Quang Dũng luôn nè. Quang Dũng. Cái đồ mà thầy bắt chết. Phải nó đẹp. Thiệt phải nó đẹp lắm. Cam dùng nguyên nhất có 2 con một cam. Đen em hết luôn. Buồn dễ sợ cái này không có nhiều nhiều. Thiệt á. Buồn dễ sợ cái này không có nhiều nhiều. Chị nào cũng chốt được con này giá rẻ như này. Chị nào cũng chốt được con này để dành đi chơi. Cái này mang dài thể thao không anh đi chơi cũng được. Cái chị Quang Dũng này còn một cái cam. Xe 55 đổ về. Quang Dũng. Cái này mà mang đôi giày thể thao đi chơi cũng đẹp. Cam chị Quang Dũng có rồi em còn một cái cam này. Chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên nhé. Rồi màu nhạt cho chị Hiếu Hoàng. Hai set mà gửi nhầm mình có mày chưa thấy trả lời. Chị Lan Ken. Chị Lan Ken ơi, em đang like nhà em không rating á. Nhà em đang ấy đơn không rating á, càng xíu nữa chị gọi qua giùm em được. Lúc em không like. Màu nhạt đi. Chị nào lấy màu nhạt đây, màu nhạt, màu này nhạt hơn nha. Không thấy hết được cái chân. Lùn quá. Lùn quá. Trong mã này màu nhạt, màu này nhạt hơn nha. Màu này nhạt hơn, em đi luôn dùng màu nhạt luôn dùng em nhé. Chốt nhạt luôn dùng ok. Rồi lên mã theo. Ô cái này cu tay chưa này. Đâu không? Mã này có không vậy? Có một cái rồi. Wow. Mã này cưng này. Cái này như mà tầm trẻ mình 52 đổ về là mang đẹp nhất này. Con này tầm 52 đổ về là mang đẹp nhất. Tay mã nơ. Quần nguyên mặt là 79.000. Cái này có một cái duy nhất. Theo nha. Màu nhạt chốt đi em. Màu nhạt cho chị Lê Thị Thanh Hồng. Vàng. Vàng này. Rút ca mấy hết rồi. Vàng nhá chị nào đấy. Mạng chậm á. Em đi mấy lượt mới thấy khách comment. Cái này con cá ta trong vàng này, vàng cổ nu cổ vung nhá. Lơ này đi ti ti. Rồi trong lên cái mã. Em lên mã nó đi. Mã nó cũng đẹp. Trong lên mã phối dùng nguyên nhá. Comment mã phối.
cái này thì cute nè, theo toàn bộ này nè, theo toàn bộ này nè, có mấy cái màu hồng chị? Có ba cái màu hồng, có ba cái màu hồng. Chị nào lấy cái này lên mã phối hồng luôn vừa được. Ba cái phối hồng, vàng hồi nãy em hết rồi, đẹp lắm. Mua coi cái line này mà không chốt được thì hơi tiếc tiếc, thật sự luôn. Comment lên luôn dùng cái này, cái này không túi, cái này không túi. Theo toàn bộ này, lên mã phối nè, rút em hết rồi. Comment mã này là mã phối, con này phong sung chị em 60 mang ok luôn nha. Riêng con này phong sung mang ok luôn, cho chị bích văn cá, cho chị bích văn cá. Cái này mang qua gối nhé chị em, mà nó cái này mang qua gối nhá, sung. Cái này chị nào bào bế còn mon treo ok luôn, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Ủa chị bấm cũng nhanh mà sao không được cái nào, tại vì có ít quá chị kia. Chị nào lấy cái này lên luôn mã theo hồng luôn dùng nguyên phối, cái này dễ hơn nè. Cái nào mà trẻ mình mua về cho con gái lớn cũng được, mình mang được, mua cho hai mẹ con. Trẻ mình mà có con gái tầm khoảng 42, 45 kg, 50 kg, mua cho hai mẹ con mang vẫn ok. Trong nguyên mã này là mã theo, mã phối hồng luôn nhờ được nhá, phối hồng luôn dùng nguyên. Em đi trẻ mình con này giá đi trẻ mình là 75.000. Có hồi nãy giờ chị nào vô mà chưa nghe giá không? Có chị nào chưa nghe giá con này 75.000 không? Chị nào lấy cái này lên mã theo 75 luôn nhờ được nhá. Theo 75, chị nào lấy theo 75 này con cá à. Cho nguyên mã rút con chị này. Mấy con ôm này chị em mình tầm 55 đổ về là ok. Cho chị Lê Nguyên. Cho chị Lê Nguyên Nguyên. Nói họ đừng dồn mà cuối cùng là mình được con rồi. Cái này con cá nè, lên luôn dùng mã rút đỏ dùng nguyên là được. Phone này để mang đẹp nhất là 55 đổ về. Chẳng được cái thì cái môn cũng ưng hết em, thiệt mã nào cũng đẹp mỗi kiểu ấy. Mỗi cái đẹp mỗi kiểu, cái gì xem vỏ. Mỗi cái đẹp mỗi kiểu, cái gì xem vỏ. Cái này có nữa không? Con cái à. Lên mã này là mã nút phối cho chị Nga Đặng kìa. Phối vàng chị Nga, phối hồng chị Nga Đặng nữa là hết. Phối hồng cho chị Lê Nguyên Nguyên có rồi, rút đỏ em hết. Cái này có một cái duy nhất. Lên mã túi vàng, phôm này chị em 60 vẫn được. Phôm này phôm sung sung nhé. Còn bên mã này là mã phối vàng, rút đỏ em hết rồi, phối vàng có cái. Tính không lên đó mà thôi, nó đẹp quá lên luôn. Đẹp quá không cưỡng lại được. Đẹp quá không cưỡng lại được. Cho nguyên mã này là mã túi hồng luôn vậy. Ok, cho lên mã đi. Cho mã túi hồng nhé con cái. Mạng mình chập ra hả? Comment mã túi hồng. Con thay đôi cái phận. Ê những này cũng ưng này. Vàng túi cho dì Phạm nụ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, trong cái mã sọc vàng có hai cá thôi. Sọc vàng nha. Đây, em mẫu nó lên hình nè. Sọc vàng nha, được hai cái sọc vàng. Chị nào lấy sọc vàng, xuất sọc vàng luôn thì được. Túi tiếp hết nha chị em ạ. Hôm nay chị em 60 vô tư. Riêng con này chị em 60, số 2 vô tư luôn nha. Chị nào lấy sọc vàng cho chị Quang Dũng cái. Có được hai cái sọc vàng thôi. Sọc vàng cái gì, nhà Mai Kim Anh nữa là hết. Rồi còn một sọc đỏ. Sọc đỏ nha, chị nào lấy sọc đỏ, xuất sọc đỏ. Sọc đỏ nha, chị TT lấy sọc đỏ không nè. Mà nhà Ti Ti bữa nay là sao? Mà nhà Lai mà sao lại bữa nay là sao người ta rồi? Còn em mã này là mã sọc đỏ luôn vừa được nhá. Có con cá sọc đỏ, có con cá sọc đỏ em đi luôn trẻ mà là 60 với lộn 75.000 cái. Không phát nữa, phát cái gì em thiệt luôn. Phát ngay phát luôn. Tranh thủ mã nào, mã nào em thấy cũng đẹp. Mã nào em thấy cũng đẹp. Comment mã vàng to có con cá. Vàng to có con cá, chị nào lấy vàng to. Đỏ con đỏ nó là đỏ đô nhé. Đâu chị mua trà đâu rồi, chị cắt đâu rồi. Uống đi điểm ra đá. Comment mã vàng to nhé, con cái vàng to thôi. Em chốt luôn chị em mình là giá đi, chị lọc luôn cái đơn trong đó để cho anh Tịnh đánh luôn. 50 về mà mua cái bồn ly tình nhìn cái một cái. Lấy vàng to nè. Vàng to chị Nga Đặng đi. Vàng to chị Nga Đặng. Còn một cái túi vàng này. Còn một cái túi vàng này. Chị nào lấy túi vàng comment túi vàng luôn dùng được nhé. Sọc vàng to em hết. Trong mã túi vàng luôn dùng là ok nha, lên mã túi vàng. Đấy sang qua tình huống gì đâu. Sọc đỏ cho chị sen vỏ. Còn lên mã sọc xanh, túi vàng kìa. Túi vàng cho chị Nhân Nguyễn.
À không, chị Kim Loan lên trước rồi, chị Kim Loan lên trước. Mấy cái màu thấy chát dễ sợ. Nhìn mắt cái đẹp, cái màu đẹp ghê đúng không? Ủa chứ nãy giờ bà đi ngang bà hồng mô bận cái này đẹp. Cái mồm đẹp, mồm mà. Đẹp. Cái mồm này đây vàng to mà. À vàng to hả? Chị Nhân Nguyễn. Cái chị Nhân Nguyễn. Cái gì nào hồng thích đẹp của cái gì? Xanh gì ti ti. Đẹp nó lại hái cả đó. Xanh gì ti ti. Cái mã sọc hồng. Hướng con cá tụi em lên như thế này, chị em mình chốt được gì chốt cho nhanh. Sọc hồng nè. Sọc vàng nè. Sọc tím nè. Xanh ngọc, xanh dương. Lên mã sọc kèm màu đây, y cái hồi nãy nhá. Y này mở ra cho nó lau mắt lau. Sọc hồng nè. Nha, lên mã sọc hồng nè. Sọc vàng nè. Coi nè, coi coi nè, coi nè. Sọc hồng nè, sọc hồng nè. Lộ. Vàng nè, tím cho ti ti nè. Tím ti ti nè. Ngọc nè. Xanh ngọc nè. Xanh dương ti ti nè, xanh ngọc hồng. Xanh ngọc hồng như thế này cho nó nhanh. Xanh ngọc và hồng. Xanh ngọc thì hiếu hoàng. Rồi còn hồng nữa là hết rồi. Còn hồng nữa là hết sọc. Còn hồng nữa là hết sọc. Sọc hồng nhé, chị nào lấy sọc hồng. Em đang đi 75.000 cái. Phát đi dẹp mình ơi, vải như thế này còn rẻ hơn dẹp mình đi mua hàng xưởng nữa. Còn cái sọc hồng thôi. Chị nào lấy sọc hồng comment sọc hồng luôn ok nhé. Còn cái sọc hồng nữa là hết mã sọc. Cái này có 1 cái à? Cái này có 1 cái à? Lên mã tay bồng. Cái này 55 đổ về ok. Hồng cho chị Ngô Thị Kim Trung. Con này 55 đổ về, cái này cute nè, cái này hơi bánh bèo xíu, tay bồng nhẹ này nè. Đấy, cho nguyên con này. Để cho Hà Nguyên đi. Chúng mày đi chơi, chúng mày đi chơi. Mày có ném hơn giày thể thao thì cũng đẹp. Rồi nhá, tay bồng cho chị Hiếu hò. Cho chị Hiếu hò. Chị Kim Loan hình như là chưa à. Rồi lấy mã vàng dài. Vàng dài. Chút mã vàng dài, cái nó còn màu chị nó không? Không, còn dơ á. Thấy bồng em hết rồi. Trong mã vàng dài dùng em nhé. Phô về chị em lấy 60 lại vàng. 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 Coi cái dồn cái màu nào đẹp, em thấy màu vàng cũng hơi nhiều rồi đó. Một tóm. Không, một tóm để màu đỏ đi cho các bạn. Màu đỏ. Không, màu đỏ. Mua đi, mấy khi em nói mấy khi có cái hàng này mà 75.000 nữa. Ta lại màu hồng đi. Thiệt. Ủa màu này em kêu màu cam mà. Màu vàng chứ. Hai cái. Đây mã chữ vàng có 2 cái. Chữ vàng có 2 cái, tùy tiền cái còn cái. Còn cá, chị nào lấy chữ vàng comment chữ vàng luôn dùng hơi được. Chốt mã chữ vàng, comment mã chữ vàng còn đường cái. Form này chị em lấy 60-62 vô tư. Chữ vàng nhá. Form sung dài này, dễ mang cực kỳ luôn. Nha, to bự, chị nào 60-62 mang ok, bầu mấy bông trang vô tư luôn mà em đi 75.000 cá. Hàng này dễ mình đi mua hàng shop người ta bán dễ mình trăm mấy nghìn cá. Rồi chốt chưa, chốt hàng nguyên màu chị nè. Cam không? Cam được. Cam được, chốt, chốt. Nhanh để like luôn cái mã này nè. Lên mã dơ kèm màu. Dơ kèm màu, cái này mà không đẹp đây thôi. Dơ kèm màu nhé. Dơ kèm màu. Dơ đen. Dơi vàng, dơi cam, dơi hồng, chữ vàng cho chị Huyền Lê, dơi đen chị Vũ Thị Ngọc Lan, rồi dơi kèm màu luôn dùng nhé, dơi màu nu, dơi đen hết rồi, dơi hồng, dơi cam, dơi vàng, nha chút lên đúng mã là dơi kèm màu luôn dùng em, cam chị ti ti, thấy, mạng chậm chứ gì, dơi đen hết rồi, dơi vàng. Dây hồng nu cho ti ti. Còn vàng còn hồng thôi. Chị nào lấy màu nào chút màu đó nhé. Còn vàng và hồng thôi. Đẹp còn mẫu đẹp. Em mà em like là em hay bóc mẫu đẹp em lên lên trước ấy. Nu em hết rồi. Còn vàng còn hồng nữa thôi. Còn vàng và còn hồng. Con này mà không xinh nữa thì thôi. Con nào xinh thiệt luôn. Áo thun ngắn tay à, giờ em không lên. Con này mà không xinh nữa. Con nào xinh cho nguyên mã này nhé. Cam em hết rồi. Còn hai con màu hồng, một con màu vàng nữa là hết mã dơ mà em đi chị em 75.000. Vàng cho chị Ngọc Thanh Võ. Nút cam nhạt, nút cam nhạt, nút cam nhạt hình như không. Trong lên cái này nhá, dơ hồng còn được hai con dơ hồng. Mỗi người bằng cái rồi đó. Nhà mỗi người bằng cái rồi đó. Rồi lên mã V. Chốt V. Ui cái màu này đẹp thế, màu này màu gì trời. Màu gạch à.
Đấy chưa? Lên mã V phông sung nha. Con này phông sung nhé, cổ V nhé. Trong mã V kèm màu luôn, dùng nguyên đi cho nó nha. V kèm màu đi cho nó nha. Còn hai con màu dơi vàng nữa thôi, chị nào lấy dơi, quên một hai con dơi hồng. Chị nào lấy dơi hồng, chút dơi hồng luôn nhỏ được nhá. Em đang đi 75 nghìn cá thôi. Cho nguyên con này nè. Comment mã V hồng luôn dùng nó được. Chốt lên luôn, trẻ mình giá đi, trẻ mình là 75 nghìn con. Chị nào lấy V hồng, chốt V, quên lộn, V màu gạch. V vàng, V cam, V nu. V cam này cho chị Phan Hồng Văn. V nu, V kèm màu luôn dùng luôn, ok. V kèm màu nhé, màu gạch này, màu vàng này, màu nu. Giá em đi luôn trẻ mình là 75 nghìn con. Không phát những con này ở phí á. Em thiệt luôn. Áo sâu lưng màu da. Áo sâu lưng là 59k chị ơi. Áo sâu lưng là 59k. Rồi chị nào lấy cái này lên mã V kèm màu luôn dùng đi nhá. Chốt V kèm màu nha. Cái màu gạch đây nè. V gạch nè. Rồi V vàng, V nu. Đây, 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 màu nu, màu vàng. Đây, mở đây chị em mình luôn. Đi mở đây chị em mình luôn. V vàng và V nu, giá em đi luôn cho chị em mình luôn là 75.000. Không phát vài con để dành mà mang thì tiếc lắm luôn. Dơ em hết rồi. Dơ đen em còn. Hàng này không sai, hàng này không xung. Có túi nha. Bào bí bông trang vô tư luôn. Những con này mà trẻ mình mix giày thể thao lên đi chơi cũng đẹp. Đi chơi nhiều mang những con này cũng ok. Đi cà phê cà pháo. Thấy chị Lê Thu Hà rồi nhưng mà đâu thấy chị comment gì đâu. Không thấy gì comment cái gì. Trong mã này là mã V vàng luôn nhớ được nhá. V vàng và V màu màu nu nu nhá. 75 nghìn cái phát nhanh tay như vậy mà đó. Con này chị em 60 62 vô tư, trong em mã V luôn nhớ được nhá. Nè. Biểu ít thế, chia sẻ bàn tay đi chị em mình ơi. Những con này 75 nghìn mà không chốt tiếc lắm luôn. Không có sai chị ơi. Dơ đen em hết rồi nãy giờ rồi chị ơi. Hết dơ đen rồi, còn hai con dơ màu hồng nữa là hết rồi. Chị nào lấy V chốt V luôn nhớ là ok. Có hai con V nhá, chị nào lấy V chốt V. Trong mã này là mã theo luôn nhớ được. Theo này con cá à? Theo là con cá duy nhất. Theo chị Lan Nguyễn. Theo vàng nha, có một cái duy nhất hàng không sai đâu chị. Áo thun ông quên lộn. Váy thun à, váy cốt tông ông Thái này không có sai. Đấy. Chữ vàng là cái này đó hả ta? Phải không? Cái này chị Huyền Ly. Thế. Cho chị Huyền Ly. Không có 70 kg đâu chị Surigon ơi. Cái này cho chị Huyền Ly. Rồi nè. Comment mã V luôn dùng em đi chị em mình. V đen, có V đen rồi nè. Chúc mã V đen. Veno chị Nga Đặng. Veno còn cái này. Cho chị Nga Đặng. Cho chị Nga Đặng. Rồi tiếp lưng luôn những này là V đen. Chốt mã V đen. Cái này mà bọn trẻ tinh tinh nó vẫn thích mang cái này. Đó, trong nguyên mã này là mã V đen. Giá em đen luôn trẻ mình là 50, ô lột 70, 5 nghìn một cái. V đen chị Phan Hồng Văn. Có túi nha, form này to nha. Cái này chị em mình 60-62. Chị nào bào bí bông trang được vô tư những con này. Trong mã V đen luôn dùng nhé. V đen chị Phan Hồng Văn. Cho chị Nguyên Dung. Cho chị Nguyên Dung. Rồi nhá, chị nào lấy V, có cả V hồng. Cả V hồng nữa, chị nào lấy V hồng, chốt V hồng. V hồng, V đen, V vàng. V đen chị Phạm Trang lên thông tin trên like cho em. Chị Phạm Trang lên thông tin trên like cho em nhé. Cho chị Quỳnh Như. Cho chị Quỳnh Như. Rồi nha, lên mã V hồng luôn dùng là được. Em chốt lên trẻ hình 75.000 cá chắc. Thu Thái. Nha, Thu Thái. Thầy Cúc Nghĩa lại chốt được cái gì không hả? Hát hát biết trời. Sau lưng sao là 59.000 chị ơi. Sau lưng là 59.000, đã chốt được cái gì chưa Cúc Nguyễn ơi? Chưa thấy đơn đúng không? Rồi lên mã V. V hồng. Trong mã V hồng luôn nhỏ được nhá. 59k, ô lộn 79k hàng con. Form này chị là 62 vô tư. 60, 62 vô tư luôn. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay này. Trong mã này, comment mã này là mã V hồng 75.000. Chị Phạm Trang lên địa chỉ luôn trên like giúp em nhé. Lên cả hẳn địa chỉ luôn trên like cho em. Mạng chồng quá hả? Rồi, 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 xỉu luôn con này luôn. Ba con thôi. Màu hình con cá nè. Hình con cá. Hết rồi. Lên mã lon xanh. Áo gạch chứ sao đâu. Đằng sau đâu phải áo đâu chị, váy mà. Wow. Đây chưa có ba con thôi. Có ba con thôi. Comment mã này mã lon xanh luôn dùng là được nhá. Cái này mà không chốt được nè tiếc nè. Có đúng ba con, phone này phone sung chị em 60 vẫn mang được. Có túi nha. Chị nào lấy lon xanh comment lon xanh luôn dùng là ok xinh lắm. Được ba em. Chị nào lấy lon xanh cho chị Ngọc Thanh Võ. Còn hai lon xanh.
túi sau túi to túi bự nha, mà chắc thì thôi rồi luôn ha, mua thương phái nhà Nguyên. Nhanh tay mà không được cái nào đi ngủ à, phái màu gạch à, lon xanh chị Lương Hạnh. Lấy em áo chung màu da chị Lan Nguyễn có chưa ta? Phái màu gạch đằng sau. Màu gạch là cái này, màu cam chứ. Màu nào màu cam chứ, màu cam rút. Cam rút cho chị Lương, cho chị Lan, từ không phải. Phái gạch hồi nãy chị nào ta? Chị Phạm Trang. Vô tình có con này, phong lẫn. À quên lộn à. Rút hồi nãy nhiều chị không có. Thấy lon xanh à? Con cá. Con cá lon xanh, chị nào lấy lon xanh chút, lon xanh luôn nhuận được nha. Chia sẻ mạnh tay đẩy bill lên xíu chị em mình ơi. Lấy mã lon vàng. Ok chị Phạm Trang có rồi. Trong mã lon vàng luôn dùng là được nhá. Chị nào lấy lon vàng chút, lon vàng dùng nguyên này. Có 3 em lon vàng thôi. 3 em lon vàng nha. Trời ơi. Được 3 con nhá. Con này chị em lấy 60 vô tư. Chị ơi bóc, bóc giùm em còn ít quần tổ ong trước ý. Ít quần đùi nó cho lên bán thẳng luôn. Bóc luôn giùm em cái. Rồi nha, comment mã lon vàng dùng nguyên là được. Nguyên đi luôn trẻ mình con này, giá đi trẻ mình 75.000. Form này trẻ mình 60, 62 vô tư luôn. Form sung nhá, toàn bộ là vái sung thái. Không, đằng trước á, tổ ong đùi á. Tổ ong đùi á. Chưa lên áo kiểu nữa kìa. Cho Nguyên đi luôn con này nhá, chốt mã lon vàng 75.000 lon vàng, chị nào lấy lon vàng lên lon vàng luôn nhờ được nhá. Ok chị Phạm Trang, chốt mã lon vàng. Đây trẻ mình 59, à quên lộn 75.000 con liệu. Liệu. Rồi cho Nguyên con này sắc nách nè. Lên mã nách nha, chút nách luôn nhũ được. Ừ, đỏ lên nha bán thằng đi. Comment mã nách, cái này nách này 55 đổ về chị em cho ok nè. Riêng con nách này 55 đổ về là chị em chút đẹp nè. Chị nào lấy nách, lên nách view x này để chia sẻ phát nữa nè. Cho mượn cái điện thoại phát vô. Chia sẻ. Em mang là áo rời quần rời. Áo rời và quần rời chứ không có xét chị ơi. Cái này Nguyên bán rời. Áo rằm 59.000, quần là 79.000. Rồi cho Nguyên mã nách, nách này con cái. Vái thun thái nha. Vái thun thái. Cho chị Vũ Thị Ngọc Lan. 75.000 một em. Hết rút rồi chị ơi. Beo này con cái. Hết rồi đó chị. Beo này con cái. Áo thun màu da cá heo. Màu da cá heo đằng sau. Dạ chị ơi 59.000 con. Beo nè. Ngầu chưa? Beo nha. Nách hết rồi, có một cái nách à. Comment lên beo luôn dùng là được nha. Có một con beo nè. Beo nè. Beo cho chị Quang Dũng nha. Rồi lên mã beo trắng nè. Chúc mà beo trắng luôn dùng là ok nhé. Có một con beo trắng. Sắc nách em hết rồi. Thế chị Quang Dũng khách mới hay cũ đó ta? Cho nguyên mã này là mã beo. Beo màu khác nhé chị Như Huỳnh. Thì Như Huỳnh beo màu khác. Hết beo. Có hai con beo. Có hai con beo thôi. Hết beo nha. Hết beo như chị em mình nói. Con này gì đây? Con này cũng nách nè em. Nách đen. Cái này 55 đổ về thôi. Riêng mà dòng nách này 55 đổ về thì chị em cho ok nha. Beo em hết rồi. Cho nguyên mã này là mã nách đen. 55 đổ về là chị em mình cho ok nhé. Chị nào lấy nách đen comment lên nách đen luôn nhớ được. Rẻ quá chị em mình ạ. À. Thiệt sự luôn, beo hết rồi nha. Cho mã nách đen 75.000, size 55 đổ về, hàng xịn đẹp luôn. Toàn bộ giá này chị em mình đi mua rẻ hơn giá hàng xưởng. Dạ rẻ hơn giá hàng xưởng. Nách đen cho chị Cúc Nguyễn. Chúc mừng Cúc Nguyễn đã có con đầu tiên. Ôi mà rút đây nè, rút này còn được cá nè. Rút còn rút đen, rút vàng này, size 55 đổ về nè. Còn một cái rút đen, một cái rút vàng. Ôi lại cưng nó cái tay quán nữa nè. Cái này cân nè. Cho mã rút đen rút vàng. Cái này cái tay cũng cân nè. Đen chắc hết rồi nè. Nè trong nguyên mã này là mã rút đen và rút vàng dùng Nguyên nha. Trong mã rút đen rút vàng Nguyên đi luôn trẻ mình con này. Giá đi trẻ mình à. Rút vàng. Rút đen cho chị Lê Nguyên. Rút vàng cho chị Ngô Thị Kim Trung. Hết rút. Hết rút nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên. Con này phông dài. Con này phông dài và phông dài lắm. Giống như là mang maxi luôn. Đẹp. Rút hết nha. Đẩy qua cho em đi chị. Đẹp. Nè. Con này phông dài nha.
comment mã dài đen, hôm này chị em 60 vòng không, hết mã rút rồi chị ơi. Lên mã dài đen như nguyên mang tới đây, tới đây lên mã dài đen nhé, chốt mã dài đen form này chị em 60 vòng không. Ok, bữa nay răng mặn chậm ghê đó trời, tao ra vô lại thôi chị. Comment mã dài đen dài vàng có được hai ba cái đen một cái vàng thôi, cái nào mà chị em mình mang mang giày thể thao lên đẹp lắm, cái nào mà mix giày thể thao đẹp lắm. Cho nguyên mã này là mã dài luôn dùng nguyên nhé, ba đen một vàng nha, dài ba đen một vàng, toàn bộ cái này là có túi hết nha, chị nào lấy dài kèm màu luôn dùng nguyên ba đen và một vàng nhé. Chốt mã dài luôn dùng, có để đưa đem like luôn, cần gì kêu nữa, có ít đem like luôn hỏi cần kêu nữa. Chị Cúc Nguyễn có rồi nhé, con này có một cái à, nhiều cả đấy, nhiều màu mà, mấy cái này nọ, chữ của nó toàn bộ là chữ theo, dài đen chị Thi Vũ cho chị Nga đặt, còn một dài đen và một dài hồng, áo dài vàng, còn một dài đen, dáng dài á và một dài vàng nữa là hết, rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, chị nào lấy cái này lên luôn chung mã túi, túi nhá, form này chị em mình tầm 57 đổ về là chút đẹp nhất này. Comment mã túi chữ của nó toàn bộ chữ theo, phải đẹp lắm vậy mà nó phát nhanh tay đi chị mà nó. Mấy khi có cái giá này. Lấy áo và quần nguyên mặt. Từ dài đen thì lam da. Lam da còn cái dài vàng. Không. Áo em đang mang hình còn hình con gấu thôi đây nè. Chứ hết áo màu chị mới mang rồi. Còn hai cái hình con gấu này thôi nè. Là hết 59.000 con. Không mất không chứ. Không rộng. Dài. Còn được hai con gấu thôi chứ hết chữ con đang mang rồi, còn hai cả hễ đẹp như này mà đó, chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng mã gấu vàng dùng nguyên nhé, có được hai con gấu vàng đi chạy mình 59k gấu vàng, chút gấu vàng lên luôn dùng nguyên là ok nhé, hai con gấu vàng toàn đẹp không, toàn hàng đẹp không. Rồi trong nguyên mã này mã túi hồng, form này chạy mình 57 đổ về là ok, trong mã túi hai gói gì ti ti, hai gói gì ti ti. Rồi nha, trong cái mã này là mã túi hồng, còn bộ chữ của nó là chữ theo, những cái con này chị mình không mua tiếc lắm, chắc xịn sọ này không mua tiếc lắm nha, chị nào lấy gấu comment lên gấu, ông quên lộn túi hết gấu nhé, trong mã túi comment mã túi được hai con, từ từ hơn không gấu em hết rồi, cho em cái mẫu đỏ đô nữa kìa, gấu hết rồi chị ơi, hết gấu rồi. Màu vàng có gì nữa không? Áo hình như hết màu vàng thôi. Cứ thay màu vàng đi mang màu nâu đi. Túi vàng cho giờ hợp Nguyễn. Còn màu nu váy túi bụng hơi to cũng được, là phom sung mà, phom sung áo còn màu này cũng đẹp mà, còn màu đẹp không á, toàn màu đẹp không, 59k con nè. Đấy. 59k con áo đang mang lên mã áo chữ nu dùng nguyên là ok nhé. Comment chữ nu 59k. Đó, là áo đang mang. Cái này con cả. Màu đỏ đô. Form này chị em 60 62 vô tư. Trong mã đỏ đô luôn dù nhá. 60 62 vô tư luôn. Chốt lên mã chữ đỏ đô. 75.000 một con.
nha, chữ đỏ đô 75k. Chị nào lấy chữ đỏ đô comment chữ đỏ đô luôn dưỡng được nhé. Riêng mà cái dòng mà váy thun thái này mà để bán 75.000, hiếm chỗ nào có, không gặp luôn nha. Chị nào lấy đỏ đô comment đỏ đô OV chậm thế. Giờ lại có 80 mấy view thế, cố gắng chia sẻ bàn tay con nó 65 cái cũng được. Đỏ đô nhá. Áo chữ nuôi cho chị Vinh Nguyễn này. Bên này nè em. Bên này nè. Comment đỏ đô này có một cái, chị nào lấy đỏ đô chút đỏ đô luôn nhựa được nha. Lên đỏ đô luôn dùng nguyên đi. View X thì em lại lên hàng xá nha. Còn để dành này view ok lên. Có sắc áo chữ cho chị An mà. Có một cái à? Cái nào con cá à? Đây mã nách vàng size 55 độ về. Có túi nha. Có túi nhá. Chị An Phạm lên thông tin trên like cho em đi. Lên mã nách vàng size 55 độ về, riêng con này có túi với kẹo mà thôi. Trong ôi lộ. Chị nào lấy cái này lên mã nách vàng luôn vô được con, chút nách vàng, được một con nách vàng giá đi 75.000 nách. Chị nào lấy nách chút nách luôn dùng luôn là ok. Đỏ đô, đỏ đô, đỏ đô. Còn cái này. Rồi đeo. Beo này có 3 cái. Beo cam, beo hồng, beo xanh. Cho em váy đen nút sau. Nút vàng cho chị Dương Hòa. Chị Văn Anh Nguyễn có đơn đó. Chị Văn Anh Nguyễn có đơn không? Hình như là không có gì mà. Chị Văn Anh Nguyễn chưa có món gì mà bán. Nút hồng đâu có. Có gì đó. Đây này. À có hả? Ok. Ok chị. Lên beo luôn dùng nguyên nhá, nhìn xinh không? Beo cam nè, beo hồng, beo xanh. Thì nào lấy beo lên beo nhá. Áo đang mang em lên rồi. Áo đang mang lại em đi chợ mà 59k con. 59.000 cái. Rồi trong cái con này, comment lên luôn chung mã beo kèm kèm màu. Ba con ba màu, màu cam, màu hồng và màu xanh, đẹp cực kỳ, vải mịn lắm luôn. Hàng này là hàng thun thái xịn nha, ít ra rẻ, mình mua rẻ người ta bán rẻ mình 130-150.000 cá. Đúng cái con vải này nó beo xanh ở dưới. Còn beo xin cam cho chị Ngô Thị Kim Trung. Còn beo cam thôi, còn beo cam và beo hồng. Ok, beo cam và beo hồng, toàn bộ hai túi của nó đều ở quên một hai bên đều có túi sau hết nhá chị em mình nhá, đẹp lắm. Và rẻ mình mang về thể thao đi cũng đẹp, mấy giày thể thao cũng đẹp. Chị nào lấy beo kèm màu, nguyên còn màu cam. Ok, còn màu cam và màu hồng. Đẩy cái beo ở dưới này có beo vàng không chị? Không. Beo vàng với beo xanh ngọc. Beo hồng. Beo cam đi, lấy beo cam. Beo cam cho chị Quang Dũng. Quang Dũng. Cho nguyên xanh ngọc. Cái này này màu xanh luôn. Lấy mã này xanh. Cái chị Phạm Thị trên áo cũng đang mang. Phạm Thị trên áo đang mang. Rồi trong cái mã này xanh ngọc nha. Chị nào lấy xanh ngọc comment lên xanh ngọc luôn dùng nguyên nhá. Em chốt luôn chị em mình 75.000. Ngon kiểu đẹp không. Cái này có một cái xanh ngọc, có một cái vàng. Đây là con hàng mẫu nó đang mang. Ba màu. Mã này có ba màu. Đây nè. Đây là con hàng mẫu nó đang mang nè chị em mình. Đấy chốt lên luôn như này. Mã này là mã beo cái màu đi. Beo vàng, beo xanh, beo hồng, ba tông màu, vàng xanh hồng, ba màu lên luôn dùng nguyên nha. Chốt mã beo kèm màu vàng xanh hồng, chốt lên chợ mình là 75.000 cái. Như thế này không chốt lại chốt cái gì đó. Ai lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. Beo kèm màu vàng xanh hồng, form này chị em 60-62 vô tư nha. Cho lên beo kèm màu luôn dùng nguyên nhá. Cấm tương tác, chia sẻ mạnh tay để view lên xíu dạo mình ơi. Xanh ngọc cho chị Phùng Thảo. Tương tác lên luôn dùng nguyên nhá, chia sẻ mạnh tay. Vàng nhá, hết xanh rồi chị ơi. Còn vàng, còn hồng. Còn vàng, còn hồng, phong này là phong sung nha. Chị nào to, chị nào nhỏ gì mang cũng được hết. Còn hai tông màu cho cái mã beo, beo vàng, beo hồng. Hai tông màu cho mã beo này nhá. Ai lấy mã beo này lên mã beo luôn dùng là được. Rồi, cái này cân chưa? Ui, cái này cũng rút mà. Theo lên cọc này đi chị. À, có hai cái màu nu, rút hai cái màu nu. Thôi 55 độ về. Trời ơi. Đều ở dưới nữa chứ. Đuôi cá ở dưới chứ. Cái này đuôi cá. Chốt 55 là không thả nhá. Lên mã này là mã cá nu dùm em nhé. Đuôi cá màu nu. Thì nào lấy cá nu comment cá nu luôn dùm là ok nhá, được hai con. 55 độ về là không thả nhá, đuôi cá như này nè.
nuôi cho chị Phạm Ngọc Lan với lại chị Cúc Nguyễn. Cho em lên đi chị. Cho Nguyên Hồng nhé. Lên mã rút hồng này có hai con. 55 đổ về là ok nha chị ông Hồng ơi. Nè, rút vô tư chị nào nhỏ con rút lại. Có được hai con. Cá nu hết rồi. Nè, ưa thì rút sau vô nhé. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên cái này đi. Chị nào lấy cái này lên luôn mã rút hồng luôn dùng nguyên nha. Em đi luôn chị mình con này, giá đi chị mình 75.000 không phát nữa, phát cái thứ gì? Cho chị Huỳnh Mỹ Tho một cái, còn cái. Không phát được con này nữa ăn thôi luôn. Rồi nhá, rút đen có một cái, rút hồng cho chị Ngô Thị Kim Trung. Còn một đen này chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên nha. Có một cái đen, đi chị mình là 79.000 con. Âu lộn sorry, 75.000 con thôi. Cho mã rút đen một cái. 75.000 một con rút đen nhé. Chị nào lấy rút đen, rút hồng em hết. Rút nâu cũng hết luôn. Một đen dùng nguyên. Chị nào lấy đen comment đen luôn dùng là được. Comment đen và cam nữa là hết. Còn đen còn cam nữa là hết nha. Còn một con màu đen, một con màu cam nữa là hết. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Đó, giờ rất là dễ chốt. Giờ là lên là dính thôi. Đấy, lên luôn dùng nguyên con nè. Đấy. Rồi lên luôn những này. Comment mã rút cam, rút đen gì vậy? Hoa tím. Hoa tím. Rồi lên mã rút cam màu cam đắt ấy. Đen em hết rồi, mạng chậm quá. Còn một màu cam đắt, chị nào lấy cam đắt, chút cam đắt luôn nhượng là được nha. Comment mã cam đắt. Thế còn một cam nữa à? Còn được hai con màu cam, chị nào lấy rút cam, chút rút cam luôn nhượng nguyên. Em đi luôn chị em mình là 75.000 một cái. Cam cho chị Nga Dương. A Lan Dương lộn. Lộn, lẹo. Lẹo xíu chứ mấy. Đang chốt đơn đó chị Vinh Huỳnh ơi. Rồi lên mã phối vàng. Cưng này, nhìn cô ta chưa? Chị Lưu Bảo Lan nè, nhìn cô ta chưa? Mang đôi dép cao cao cao. Mang đôi giày giống như đôi sụp nè. Đẹp dễ sợ không? Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã vàng. Phối vàng dùng nguyên hết còn cam không? Hết cam rồi. Mình mang được cái bé chứ. Lên mã phối luôn vừa được nhá. Chị nào lấy phối lên phối. Thấy trên đạn. Comment mã phối luôn vừa nhá. Trong mã phối vàng. Chữ này toàn bộ là chữ theo nha, riêng con này chữ toàn bộ là chữ theo. Chị nào lấy cái này lên mã phối vàng luôn cũng được nha. Đi luôn dùng nguyên. Chị nào lấy phối vàng, chốt phối vàng những cái này thứ con cá này, chốt tầm 50 đổ về. Chị em mình mua về cho con gái lớn này. 50 đổ về nha, đuôi cá đỏ. Con cái à? Ba vàng, đuôi cá hồng. Ba con ba màu. Đuôi cá kèm màu. Cái này chị em mình mua về cho hả? Đúng rồi, cái này xin. Cái này chị em mình mua về cho gái lớn cũng đẹp. 50 đổ về nha. 50-52 đổ về chị em chốt đẹp. Lấy mã đuôi cá kèm màu, được ba con ba màu. Cá kèm màu hoặc là gái kèm màu. Cái vàng, cái đỏ, cái hồng nha. Gái vàng, gái đỏ, gái hồng. Đó. Không, 57kg không vừa. Cái này tầm khoảng 50-52 đổ về. Hoặc là trẻ mình mua cho con gái lớn ấy. Là cái này đẹp. Đuôi cá đỏ cho chị Mai Vũ. Còn hồng, còn vàng. Cho mã đuôi cá. Cá vàng cho chị Đào Bích. Rồi còn cá hồng. Chị nào không lấy nguyên phát luôn. Dễ ra. Bị xúc rồi, cái này bác tặng đi. Cái này gì vậy chị nào khéo tay ái xíu. Cái màu hồng này nè. Nè, bị lỗ xíu rồi nè. Đấy, bán cái này bà. Cái bì của nó giòn quá là nó đụng nó tọt hết. Cái đỏ hết rồi nha. Cho con mã này mã lỗi đi. 50 gì? Lỗi 50 đi, chị nào lấy lỗi 50 comment lỗi 50 cho em chứ bạn à. Lỗi 50 nhé, chị nào lấy lỗi 50 comment lên lỗi 50 luôn nhớ được. Hồng đó là bị lỗi. Cái này cổ V này đằng sau của nó cũng cưng cái này nè. Đằng sau của nó là đang chéo như thế này nè. Hay lên hình cho dễ mình xem. Hai đen một vàng. Nên luôn dùng mã chéo đen và chéo vàng. Hai đen một vàng, cái này form chị em 60 62 vô tư. Hai con đen. Một con vàng nhé.
chị nào lấy chéo kèm màu luôn dùng nhé. Lỗi 50 cho chị Phạm Ngọc Lan. Lên mã này là mã chéo kèm màu. Thực ra chị nào lấy chéo chút chéo luôn dùng em kèm màu, hai cái màu đen một cái màu vàng cho cái mã chéo, đằng sau của nó là chéo như này nè. Đẹp. Cái này chị em mình mang về thử thao phun sung sung. Cái nào mà chị nào bào bí bông trang những cái nào ok luôn á. Rẻ đẹp nhá. Đi chị em mình. Mang cho chị Thanh Lai Nguyễn. Đi luôn cho chị em mình 75.000 mấy con nè, phát nhanh đi chị em mình mua lần mấy con để dành mà mang. Đó, chị nào lấy mã chéo lên luôn dùng em nhé. Chéo đen, chéo vàng. Chéo đen và chéo vàng 75.000, chị nào lấy chéo chút chéo luôn dùng là được. Chéo đen, chéo vàng nhé, 75k. Ai lấy chéo comment chéo nách bên này. Trời ơi, mai đồng chị ơi, mình giúp đẹp mã đi sáng này. Đâu, ghép đi em like chứ không có đi đâu đâu. Trón cao lên xíu chứ. Chéo vàng gì Thi Vũ? Chéo vàng đâu đấy giờ chị? Mà chéo hồi nãy đâu vậy, đưa em đâu đó. Đây nè, đây nè, phải không? Đúng rồi, không có vàng. À. Đen, đen. Đó cái okay, còn màu hả đi cho em còn màu. Còn màu cam nữa nè, chéo đen thì Quỳnh Quỳnh Như Trần. Còn màu cam nữa nè, chị nào lấy cam lên cam luôn dùng em nhé. Vàng nữa hả? Còn vàng, còn cam. Còn hồng luôn. Lên mã chéo kèm màu. Hồng vàng cam, chị nào lấy chéo kèm màu luôn dùng em nhé. 75.000 phát đi dễ mừng thôi. Vải mà nhận hàng về 6 đừng mua hàng nhà nguyên nữa luôn, tự tin luôn. Tự tin mà nhận hàng về mà chắc 6 đừng mua hàng nhà nguyên nữa luôn. Rồi trong cái mã này mà anh nách được ba con nách hồng, ba con nách hồng. Con này đẹp nhất là 52 độ về đuôi cá nè, con này đẹp nhất là 52 độ về thôi. Cam thì dịp trần luôn, cam thì dịp trần. Con này mà để mà mang đẹp nhất ấy là 52 độ về là chốt ok nha. Comment mã này là mã cá hồng luôn, nhưng có được 3 con thôi. Em không lên đồ bé chứ, em đang lên đồ lớn không lên đồ bé. Trong mã này lên mã này là mã cá hồng, được 3 có cá, 3 cái cá hồng thôi. 52 độ về là chị em lên đây. Thực ra chị nào lấy cá hồng lên cá hồng, 3 con cá hồng chị Lan Dương cái ba con cá hồng nhá. Chị nào lấy cá hồng lên cá hồng. Xong cái mã này em chuyển mã đẩy qua bên. Đẩy qua bên em chuyển mã mã quần. Lên chị em mình ít quần. Còn một ít còn tầm 20-30 con nó để tối lên tí. Chị nào chưa không săn được tối săn. Còn 20-30 con nữa là hết luôn không thái. Khóa trung thảo. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã cá đen dùng nguyên nhá. Size này dành cho chị em mình 52 độ về. Đồ nam á, đồ nam em không? Đồ nam giờ chỉ có bộ thể thao nhưng mà còn xây còn màu đỏ ấy. Xíu nó bỏ ra bán tặng luôn chị. Còn màu đỏ xíu nó bỏ ra bán tặng luôn, hôm nay em sale hết. Cái gì còn ít là em sale hết, tranh thủ là sale hết. Cá hồng thì bỏ thì điệp luôn em. Bỏ thì điệp. Rồi lên mã cá đen luôn nhỏ được nhá. Chốt mã cá đen. Rồi cá cam. Cá nu. Còn cá cam, cá nu nhá. Lên mã cá kèm màu. Cá cam, cá nu luôn. 75.000 một em thôi, chốt mã cá kèm màu luôn dùng đi nhá. Còn cam còn nu nha, size 52 độ về là chị em mình lên ok. Chị nào lấy cá lên cá cam và cá nu tương tác em bán tặng chị em mình mã này. Cái quần nó có bao nhiêu cá đấy, cái này còn tổ ong mà dòng này dòng xịn luôn, chắc đẹp lắm. Mốt riêng em không nhớ bốn cái quần gì nam. Quần nam ok, con này dài, form này 60 vô tư. Quần tổ ong nam có rồi chị ơi, mới vừa về hàng, mới vừa về hàng. Để chốt xíu, chốt một trang cá nhân luôn, khách chốt nhiều ấy chưa like được. Con này form 60 chị em mình mang vô tư luôn nè. Đẹp chưa, cái này chị em mix set lên đẹp lắm, được mấy con, chục con này. Cái này chị em mình thấy tổ ong người ta bán 85.000 cái, còn người ta bán 85.000 cái không á. Form to, form này 60, 62 trẻ mình mang ok luôn. Lưng này nó dạng như thế này nè. Đó. Rút đen giờ làm coi, làm gì còn chị May Vũ ơi. Giờ làm gì còn rút đen. Nguyên đi luôn trẻ mình con này, đi gọn luôn trẻ mình 49k.
lên mã xanh 49k luôn nhận được nhá. Form này chị em đến 60-62 vô tư luôn nha. Đi 49k thôi, chị nào lấy mã này lên mã quần xanh 49k lên luôn dụng là ok, thắng quá là rẻ. Đúng chắc con này hàng shop người ta đang chạy 85 với 89.000 con không à. Cái hồng hết rồi, giờ mà sao, ủa sao mạng chậm ghế ta. Giờ mà sao còn gái hồng nữa, đi mấy mã rồi. Cái mã cô gái mà bị lỗi nãy á, hết gái hồng rồi chị ở hết từ nãy giờ rồi. Rồi lên luôn dùng em con này, em đưa chị mình con này giá đi, chị mình 49k một cái. Chị nào lấy quần 49, chút quần 49, có cần phát lại like không ta? Có cần phát lại like không? Sao mà anh chậm thế? Gái hồng hết từ nãy tới giờ rồi chị ơi. Hết từ nãy đến giờ rồi. Rồi nhá, chị nào lấy quần lên quần. Đang còn nhìn ổn không chị em mình ơi? Để mà lên tiếp nhá, còn không là chuyển mã nhá. Còn lên ổn thì cho em lên à, chấm tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Còn không là chuyển mã. Nha, lên hàng xem. Chuyển mã lên hàng lẻ. Cho em mấy cái áo sọc lên sale luôn. Cần phát lại like không ta? Bảy mấy chiều chậm quá. Con này để em mang. Váy gì lên có thấy chốt đâu, mắc công lắm. Lai đi lai về. Lai đi lai về mày. Mang giống như không mang đồ cứ nhà tên luôn. Rồi lên cho em mã này nhá, cái này em còn ít nè, 50 mấy con về lúc sáng, còn 50 mấy con, còn được một giây nó chắc được 50 con. Rồi lên luôn dùng nguyên nha. Con váy này gần như là bo rip ấy, có tông găng ấy nè, chị em mình nhìn chắc nó giả như này nè, đã không, nên là chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký, vừa 60 chị em mình bon trang ok luôn. Riêng con này 60 chị em mình bon trang tư con này luôn nhé, không còn màu gì hết chị ạ, không còn gì hết. À, riêng con này chị em mình 60 mang vẫn ok luôn, hàng này siêu giãn luôn, chị em mình nhìn chắc những cái độ giãn của nó này. Kéo bao nhiêu nó giãn bấy nhiêu nhá nè, chắc siêu sướng luôn đấy. Đi luôn dùng nguyên con này, giá này là giá lên chị em mình giá bán tặng nhé. Hàng này là hàng chạy số lông đấy. Thôi có mấy con màu vàng chị? Một con màu vàng. Có hai con màu vàng. Nó đưa màu vàng cho em mang. Còn đúng có hai con màu vàng thôi. Nha. Đây luôn chị mình con này tay cũng lửng 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 chứ không có ngắn dễ mang lắm. Nè chị mình nhìn chắc nè. Em đây luôn chị em con này 49k cả. Có hai cái thôi. Có hai cái màu màu vàng thôi. Lên mã sọc vàng luôn dùng ok nhá. Em đi chị em mình lên 49k cái luôn. Chị nào lấy sọc vàng, comment lên sọc vàng 49k luôn dùng là được nhá. Rồi lên các màu luôn. Trong mã sọc cày màu đi chị em mình ơi. Vàng có đúng hai cái. Rồi lên mã sọc vàng. Màu đúng cái như thế này, biết màu nào đẹp đặc trời. Màu này biết màu nào đặc. Màu hồng nhá. Lên mã sọc cày màu màu hồng, màu xanh này. Màu nâu. Màu nâu nè. Nâu nhạt hơn. Màu nu nè, màu nhạt nè, màu kem nè, màu đen nè, lộn màu rồi đấy. Vàng với dịp chi 49k cá. Ở để em lên từng màu rất cho khỏe màu đi. Dỡ lên nè, cho chị Hoan Huỳnh cá. Hết vàng, đi từng màu đi chị. Rồi lên mã sọc hồng, có mấy cá thôi. Hồng này có 5-6 cá thôi, đi 49k con nhé. Giảng vô tư, giảng thoải mái chị em mình nhìn chắc nè. Vậy chắc là em tắt lại, phát lại quá. Vui quá. Sao sống mấy view ấy.
Rồi nhá, cho nguyên mã này là mã sọc hồng. Lên sọc hồng luôn dùng là được. Giảng vô tư, giảng thoải mái hết vậy. Hết vàng rồi nha. Lên mã này là mã sọc hồng luôn dùng là ok. Em đi luôn chẹo mình con này, giá đi luôn chẹo mình là 49k, không phát nữa phát cái gì. Xong cho em lên hàng lẻ đi chị, BX này cho em lên hàng lẻ, em xem hàng lẻ đi. Chẳng bóc, sóng bắt à. 49.000. Chị nào lấy sọc hồng, lên sọc hồng luôn dùng nhá. Sọc kem chị Tâm Phúc. Sọc kem kem chị Tâm Phúc. Dạ chị ơi, 75.000 cái. 75.000 cái. Rồi, đẩy qua em đi hàng lẻ. Phiêu ích em sẽ đi hàng lẻ nha, còn ấy em sẽ lên sau. Sọc hồng đây. Sọc hồng cho chị Võ Thị Điệp. Sọc xanh chị Bích Văn. Xanh chị Bích Văn. Em đi hàng lẻ nhá, VX xe đẩy hàng lẻ lên như vậy mình nhá. Theo gọn kho. Theo gọn hàng lẻ. Sọc đen cho chị Nguyễn. Cái này em còn cá nè. Đây gì đào dương, cái này to. Đây mã túi hồng, form này chị em 65 cũng mang ok luôn. Kem cho chị Hiền Trần luôn. Kem cho chị Hiền Trần. Kem cho chị Hiền Trần. Form này to bự, form này dạng 65 còn bon trang ok con này luôn. Trong mã này là mã túi hồng. Chốt mã túi hồng luôn dùng ra được nhá. Nguyên đây luôn trẻ mình con này, giá lên trẻ mình là 75.000 túi hồng còn cá. Chị nào lấy túi hồng comment mã túi hồng luôn được nhá. Chị nào lấy túi hồng, chốt túi hồng luôn dùng là ok. Rồi tiếp lên luôn này mấy con quần nam. Túi hồng cho chị Ngọc Châu Lê. Ngọc Châu Lê, cái này có một cái quần nam. Có một cái quần nam. Sọc xanh chị Bích Hạnh có rồi đúng không? Có một cái quần nam form to nha. 65kg. Đi 35k luôn. Form 65. Dạ đầm đó em đi 75.000. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng anh chị. Cầm đây cho em hai cọc và thương thấy ngố. Hai cọc thấy ngố thì chị nó dặn hết rồi. Bao nhiêu ngố, bao nhiêu đùi để hết cho chị rồi. Nhưng mà cho em hai cọc đi. Tại bữa giờ em không like thái ngố luôn á. Hồng là váy chứ. Chị Ngọc Châu Lê là váy đúng không? Ui còn một cái này nè. Vì ít ta chia sẻ bàn tay đi trẻ mình ơi. Đẩy view lên xíu đi. Có mấy view có like quá. Xe này 60kg đổ về. Hàng này như đổ rồi nè. Nào mà đi giặt rồi mà đổi đây nè. Chịu luôn rồi, chịu sao luôn rồi. Thả cái like xuống cho em. Con này bán tặng cho em 49.000 luôn đi. Quần nam cho chị Đào Trương. Chị nào mà kiểu này thôi đừng mua hàng nữa nè. Ai ai mà hàng đi giặt rồi mà đi đổi nè. Nghe mùi con pho không? Rồi, xuống xíu nè. Cái này size 60 quần công sở nhé. Nhằm size 58 cho size 2. Đâu? Lấy mực à. Mực. Mà sao đi giặt rồi đổi. Sớm. Sơn. Sơn. Size 58. Con này lên mã không đồng luôn vậy mình về coi thử. Giặt thử cái này ra nhá. Không đồng luôn dùng đi nhá. Comment mã này là mã không đồng đi. Thì nào lấy không đồng comment lên không đồng luôn vô được. Chốt mã không đồng luôn dùng là ok nhá. Thì nào lấy không đồng comment lên không đồng luôn dùng là ok. Lên không đồng đi chị ơi. Cái chỗ này đẹp
chị. Đuôi, cái này là đuôi. Đuôi nó đuôi đã. Em lên chợ mình cọc thái ngố đi. À, chị cọc châu lê là áo thun hồng. Áo thun hồng. Không có màu trắng cho em hết ra rồi. Xịn sò cho bộ thái nha. Bộ thun thái ngố. Thái này chị em 57 độ về. 57 độ về là chị em cho ok. Lên luôn dưỡng này bộ thái ngố nha. Em đi chị em 95.000 bộ này luôn. Bằng bộ đùi. Đang đi bằng bộ đùi. Chị em mình nghe rõ luôn dùng nguyên cân ngon. Bộ thái ngố. Lên mã gấu 80 95.000 nha. Trong mã gấu 95 luôn nhựa được. Chắc của nó là chắc thun thái chị em mình ơi. Cho mấy nữ có áo kiểu đó nhưng mà em chưa lên hàng được chứ. Đang tính lên hàng mà thấy váy đẹp quá cái xong cái bóc lên váy luôn. Chưa lên áo kiểu. Mố trời đặng nhã ca 95. Đặng nhã ca 95. Rồi lên mã này mã gấu đen. Gấu đen. Con này là quần quần ôm ấy, size 52 độ về. Quần à, quần lộ. Trong là gấu đen á, 52 độ về con này thôi. Đi cái này 52 độ về thôi nhá. Cưng không? Đây con hàng mẫu nó mang cái này nè. Đen luôn dùng mã gấu đen có con cá. Chị nào lấy gấu đen 95. Size này 52 độ về chị em cho ok nhá. Gấu đen có một. Chị nào lấy gấu đen comment gấu đen luôn dùng là ok. 52 độ về quần ngố nhá. Em đi bằng bằng đùi luôn. 95.000. Chị nào lấy cái này lên luôn mã ngố. Gấu đen dùng nguyên là được nhá. Chốt lên gấu đen luôn dùng ok. Comment lên gấu đen còn một cái gấu cam nữa. À còn một gấu nó nu nữa nè. Đi ra hết rồi, tương tác đi dẻo mình ơi. Hôm nay mở ra bóc ra tiếp về. Thế à, áo chữ á, áo chữ, áo nu chữ á. Còn gì á. Ừ, cái sau, cái chữ sau. Tương tác đi dẻo mình ơi, sao lên. Đứng đơ thế này. Đứng đơ thế này, lên cái rì. Trời ơi. Trời ơi, hàng xịn xò, đi hàng lẻ. Hàng lẻ. Xịn xò mà chắc giá như thế này mà còn đứng đơ là như thế nào. Rồi cái này bán tặng hết đi, đó nu cho chị Tiết Phạm. Tiết Phạm. Đó nu đâu rồi. Đây. Chị Tiết, nó gấu đen, à gấu nu dưới. Váy vàng chữ trắng đằng sau đây cái này cho chị Lê Thu Hà. Quần u mì hai nút ống nhỏ còn không chị mặc như không mặc còn chị. Còn đằng sau nè. Quần u mì hai nút còn đấy chắc đẹp, chắc đẹp, phom đẹp lắm. Quần đuôi đó chị, cái này chắc u mì size 50. Size 50, cái này em đi chị em 45.000 luôn. Mì xịn nha. Đùi này đùi mì xịn luôn, 45.000. Không em không đi áo thun. Nãy giờ đi áo thun nhiều quá mà về lên chạm chạm em tiếc hàng quá. Rồi cho nguyên con này nha. Comment lên luôn dùng nguyên con này. Đi luôn trẻ mình con này 45.000. Riêng mà dòng mì xịn này ít có cái đầu 45 lắm trẻ mình. Em chạy mì xịn chứ không chạy có tông nhá. Cái này là chắc mì xịn. Lên luôn dùng nguyên con này. Hả? 45.000 con này. Hàng này em đang chạy là 55.000. Là bán tương tác đó. Cái này con cái lên mã Miu. Miu này size 48 đó. Con này size 48 đó. Đi mã 15. 19 cái lộn. 19 cái này 45 thì hình Mỹ Tho. 45 hình Mỹ Tho. Con này đi mã 19 thôi. Cái này đi hàng lẻ nữa. Cái này rất rất tương tác thôi. Lên mã 19. Miu X thì em sẽ đi lên hàng lẻ. Em sẽ hàng lẻ. Trời ơi giờ mà còn cái quần riêng hãng nè. Quần riêng dài hãng size 52. Lưng thun 129.000 luôn. Cái này dễ mình nhanh. Size 52 nhé. Riêng hãng 60 không có chị ơi. Con này là riêng hãng. Nhận hàng con này mà về chắc không đã nữa thôi luôn. 100 mấy em bán bằng hàng chợ luôn. Giá này đảm bảo bằng hàng chợ luôn.
125.000, 29.000 đi. 129 hàng, hàng 169.000. Còn chị em mình sẹp cái hãng này ra là toàn hàng đầu 3 không, 301, 295 không. Đó, chị nào lấy cái này lên 129.000. Size dưới 52 là được đấy. Con này size dưới 52 là ok. Lên mã riêng hãng. Con này size nhỏ này, 19K luôn. Nhá, chốt mã 19. Và size này chị em tầm 50, 52 đổ về là ok. 19.000. Chị nào lấy mã 19, comment mã 19 luôn nhà được. Rồi tiếp luôn, dùng đây xíu là thôi. View X thì em đi X, X thôi. Tối lên like tiếp nha. Tối lên like áo kiểu đội. Giờ mà lên like áo kiểu đứng đời thì phí lắm. Còn 2 con đùi miêu 19. Cái này còn 2 con size dưới 50. Đùi miêu cho chị Nguyễn Trang Hồng, size dưới 50, 39.000 luôn nha. Các cũ hay mới ta? Có đơn chưa? Nguyễn Trang Hồng kiểm tra có đơn chưa? Những cái hàng sale chuyên chút cho khách đang có đơn. Thêm đơn. Rồi lên luôn dùng con này. Nghĩ sao con này em đi 39.000 luôn. Hàng này hàng em đi 69.000 á. Một con mỗi xe nhỏ thôi, xe dưới 50. Lên mã riêng đùi. Riêng đùi nhá, hàng này chị em nè. Chứ không phải hàng khô khô cứng cứng đâu. Tặng 39 giá này chuẩn giá bán tặng. Còn hai con xe nhỏ 39.000 con. Chuẩn giá bán tặng ấy 39.000. Còn một cái. Còn xe nhỏ thôi, xe dưới 50. Nhưng nguyên 52kg vẫn đang mang xe nào ok. Thì nào lấy cái này lên mã 39K. Còn một con 39.000 chuẩn bán tặng luôn nha, 39.000 một cái quần. Đùi riêng cho chị Huỳnh Mỹ Tho, trang váy nhung size 48, trang váy nhung size 48 cũng đi 39.000. Ở trong của nó hẳn là một con quần nhung luôn, 39.000 luôn nha. Trong mã aong 39 luôn, chị nào lấy aong 39 comment aong 39K luôn như được. Aong 39.000 nha, chị nào lấy aong 39 chốt aong 39K luôn dùng là ok. Cái con quần riêng hãng này khách không chốt là phí thế này. Còn một cái 19k này. Miu 19 có nãy có ai chốt không? Miu 19k đó. Chị nào lấy chân váy ong, lên ong luôn dùng đi. Miu 19k cho chị Hằng Ruby Nguyễn. Dòng hết cho chị, chị cho chị, nói chị lên chị lấy đơn. Cho chị cái áo xanh phía sau luôn, phái đó chị. Phái đó chị. Ong cho chị Vinh Nguyễn chưa? Ong cho chị Vinh Nguyễn rồi. Miu em hết rồi. Rồi cho nguyên mã công sở. Size 50-52. Hai biên ấy, 50, size 50 nhá. Hồi khách đỡ tìm size nhỏ tìm ra. Để trong mấy cái cọc hàng lẻ không. 65k luôn. Công sở 65, váy xanh cho chị Ngọc Thanh Võ luôn đi. Em chưa biết là tầm 7:30. Tầm 7:30 8 giờ kém 5 à, 8 giờ kém 20 25 gì đấy, cũng lệ lệ từng đó là em like. Rồi cho nguyên con này với, comment mã này mã công sở luôn vô được. 65.000, size 50, 52kg nha, size M. Nha, lên mã công sở 65. Chị nào lấy công sở 65, lên công sở 65. Công sở 65 nhé, ai lấy công sở 65 chốt luôn. Quần mì này còn 2 con, bán tặng nó. Là mì hàng nha, này đến lúc chốt đơn là khách lại tìm bảo là mì hàng tìm không ra đâu á. Nó ở trong hàng lẻ, còn thứ bỏ trong hàng lẻ hết. Size này, làm xanh phía sau khách chốt luôn rồi. Còn màu nu ấy. Còn màu nu ấy. Cái này em còn 2 con. Size trẻ mình 55 đổ về. Chắc của nó là chắc mì hàng. Cái này đang vào mùa nè. Ô mì hàng dù nguyên nhá. Em không chạy mì leo mì pha, em đi trẻ mình con này luôn. 79k luôn, 69k luôn. Còn được 2 con đi 69k. Khách nhà em mà chạy 200-300 quần ấy, cũng đây đi đầu 7 không. Đi đầu 7 không. Nguyên chốt luôn trẻ mình con này 69k, lên mã mì size 55 đổ về. Quần mì hàng nhá, 55 đổ về thì chị em chốt đẹp. Sale sạch. Sale sạch kiếm tiền đi du lịch. Đó, cái này còn 2 con. 69k con luôn. Đó, chị nào lấy mì 69, chốt mì 69k luôn dùng nguyên là được. Mì 69 3 con, 3 3 cái sọc khác nhau. Cái mì cho chị Lan Huỳnh. 3 cái sọc khác nhau nè, 69.000. Chị Nguyễn khách mới hay cũ ta? Chị Yến Nguyễn cái 69.000. Em không nói đi, em nói đi em không bán hàng nữa luôn ấy. Sĩ nhà em đang đóng 200 cái đã đòi đòi quẩy máy rồi. Chị Yến Nguyễn cái cho chị Nguyễn Lan cái 55 độ về. Cái này bên góc kia còn chị. Xã
ảnh bỏ hàng lẻ xuống cho em xem đăng. Ôi con này quần giãn chéo nha, quần giãn chéo có bóc hàng bóc quần bóc đồ nãy giờ đi áo đi quần bỏ quần luôn xuống xem. Bộ lanh mẹ à. Quần mì á nó còn không bỏ em xem luôn nóc luôn nè. Không, em hết rồi. Con này là theo nhá, con này bán tặng 29.000 luôn. Con này là quần giãn chéo 29.000 con nè. Chị nào lấy cái này lên mã 29k luôn dùng là ok nhá. Con quần này là con quần giãn chéo size dẻo mình tầm 50 là được, 29.000. Mắc sướng hơn mua con quần bự lắm. Ok chị, chị cho cái gì dài dài dài. Quần lớp gì đó chị? Mày. Theo luôn 69.000. Thì boy nè. Đây là pin. Cái này cho chị hình Mỹ Tho nè. Kêu cho chị Thủy rồi. Hình Mỹ Tho đi. Rồi mì này còn 52 đổ về thôi nè. Rồi vãi nè. Còn 52 đổ về thôi nhá. Cá kiểu sọc. Cái này cá kiểu sọc. Lấy mã L dùng là được. Cái này nu treo cho chị Quang Dũng đi. Cái nu treo chị Quang Dũng. Nu treo chị Quang Dũng. Con còn đang còn size 52 đổ về cho size L nhá. Thì nào lấy mã mì L dùng như là được. Mì L nhá. Đây. Ba cái cho chị Lan. Nè, mì tomboy nè. Mì tomboy em chạy 89.000. Có size chứ chị. Hàng có size đó chứ. Nè, mì xịn Hà Biên nè. Không vừa đó chị Vlog kê. Mì xịn Hà Biên nè. Có chị Nguyễn Na có rồi. Con này size dưới 50 nè. Cái này mì dán boy á 89.000, cái này em đem chạy em 75.000. Cái này mà nhận hàng về mà chắc không đẹp nữa thôi, không biết mua hàng gì luôn. Mì cao cấp size 50. Size M là size nhỏ nhất nhé, size 50 đổ về. Cho nguyên mã nào. Cái này đang không có 65 hết rồi. Hai con này là size dưới 50. Chị nào lấy cái này lên lưu dụng em. Ba con, bốn con dưới 50 hết, các kiểu cạp khác nhau. Cái này các kiểu cạp khác nhau nhé, cho nguyên con này. Đấy. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã 75 luôn. Không có chỗ nào giờ đi xỉ giá này đâu. Em thì đúng mà hot girl bán con này là 125.000. Đúng chuẩn con này là hot girl bán 125.000. Hết size đó rồi chị ơi. Hết size đó rồi. Rồi nha, cho nguyên con này. Size dưới 50. Size dưới 50. Đấy, còn size dưới 50 chị nào lấy size dưới 50 chốt. Cái này quần công sở. Mới này là quần công sở. Hai cái chị Lan Huỳnh. Hai cái 75 đi chị Lan Huỳnh. Công sở ba nút nè. Ba nút là mình còn. Đâu phải hàng lẻ đâu. Con này 52 đổ về 79k. Lên mã 3 nút, form con quần này lên đúng chuẩn đẹp luôn. Không có đâu chị Thanh Ngọc, thì dung hàng nhà em ít cái nào 65kg lắm. Không có đâu. Bán mấy cái con nó cho em sale luôn chị. Nhà em ít có con hàng nào 65kg. Hiếm. Dễ gì. Lâu lâu có hàng size đại thôi. Con này 52 đổ về, comment mã 3 nút 79.000. Cái con này mình còn hàng gì nè. Mình còn nguyên ri á. Quần công sở 3 nút, đừng bỏ vô trong hàng lẻ. Con nó mã nó mãi máy đó. 405 à. Dồn lại. Cặp này còn mình đang chạy không á chị. Nè. 416. 3 nút TL. Đây cái này không, cái này CM. Cái này 48 đổ về. Công sở xung có. Có rồi. Ba nút cho chị Lê Thu Hà. Cái này khách nào tốn lên tiền không ra nè. Mà xe nhỏ xe 48 đổ về. Nguyên rác là hai mang lai con nè. Đi dạy mình con này 65.000 luôn. Lên mã chăn váy xòe. Nha chăn váy xòe.
size 48 nữa về. Ok này, em mua cho con gái lớn cũng ok nha. Mình mua cho con gái lớn con này cũng đẹp. Lên luôn dùng nguyên con này đi. Chốt mã chân váy luôn dùng là được nha. Comment mã chân váy size 48 đổ về là ok. Chốt mã chân váy luôn dùng là đẹp. Này con này hai biên, chị nào lấy con hai biên này lên nhanh tay. Ui nó đẹp. Con này đẹp. Ui hồi nãy khô tàu đẹp lắm. Chân váy cho chị Lan Huỳnh. Giờ chị Minh Minh mới vô. Huyền ơi cái chân váy xếp ly nó mới nhớ. Bữa nãy mình về nhiều mình đâu đã bán bao nhiêu đâu mà không thấy hàng đâu hết tiền à. Rút coi nè. Hồi tối mấy chị nó lên, hồi tối hôm qua mấy chị nó lên chị tìm mấy cái. Hai biên cho chị Ti Ti. Lôi chân váy cho em đi. Khách hỏi chân váy bữa giờ hỏi chân váy mà em chịu luôn tìm ra. Hồi nãy chân váy nó xe máy em. Có sâu lăng à? Người chắc hàng về một lùm màu đen biết cái chỗ mồi chân váy mà đi tìm. Nhưng mà hết rồi chị cần khô tàu chị nhắc em cho em về đợt nào là em hết đợt đó. Về em đóng xong còn em like luôn. Con này em đi chạy em 60.000 luôn. Comment mã 60 đùi. 60 đùi nhé. Chị nào lấy 60 đùi lên 60 đùi size này dành cho chị em mình. 55 đổ về 60 đùi. 55 đổ về là lên đẹp. Comment mã 60 đùi. Quần nam. Quần nam con này em bán tặng đi con này. 60 cho chị Ti Ti. Nhưng mà cái phần trong này cũng không quan trọng đó chị em mà nói. Sai gì ta? Chị Nguyệt dồn dồn giùm em sai gì? Chị Nguyệt cái này rất sai rồi. Dồn giùm em sai gì đó. Ok. Nè, còn một bộ lanh mẹ sót lại trong hàng lẻ này. Sót lại trong hàng lẻ sai gì đây? Anh Thư nhá, lên anh Thư size 55. Em bán tặng 59.000 luôn. Trời ơi, nhà rồi. 59.000 luôn. Đó, chốt mã bộ lanh luôn dùng em 59k. Chị nào lấy lanh 59, chốt lanh 59k luôn dùng được nha. Lanh 59k. Ba 334 à. Con này tặng quần nam luôn. Mẹ cho chị Na Su. 59k luôn, cái này ở trong bị dơ xíu. Bị dơ xíu, size 33. 334. Nha, chốt lên luôn này 3334. Đây ông trẻ mình con này đi 59k luôn quần công sở. Buổi trưa thì giờ chờ view ít. Tương tác kém. Nam nhá, lên mẹ em hết. Có người soạn hàng cho online tương tác kém. Đến lúc tối khuya rồi một mình like cái trẻ mình còn chốt. Mà một mình làm biết. NY xanh đằng sau luôn thì Ngôi Thị Kim Trung. NY ca làm sao thì Ngôi Thị Kim Trung. Thế chị đứng luôn lên đây đi. Chị đứng lên chị cứ treo lên khác chốt sao. Còn một cái chân váy này cho ai nè. Hồi nãy cho chị nào chưa có nè. 65k nè. Cho chị Minh Minh đúng không. Chị Minh Minh. Ôi chân váy u mì. Quần nam cho chị Lê Thu Hà. Cảm con này nó nặng trực tay luôn ấy. 59k. Cầm cái con chân váy này ngặn trực tay luôn. Ai lấy cái này lên mã chân váy mì. Cầm em mã chân váy mì size 52 đổ về là ok. Con này 52 đổ về lên đẹp nha. 52 đổ về con này em đi luôn trẻ 59k luôn. Chân váy mì. Chân váy mì nha con cái. Chị Lan Huỳnh. Chị Lan Huỳnh. Con này 48 đổ về lên mã xếp ly 65. 48 đổ về lên mã xếp ly 65 luôn nhận được nhé. Xếp ly 65, chị nào lấy xếp ly 65 chút. ASL cái này Y Quân đang mang cái mã này giờ không có hàng. Size 50. À 59.000. 59.000. Rồi lên luôn dùng nguyên con nè. Quần váy ASL cái này em chạy nhiều lắm em đang chạy 79k đó. Hàng người ta chạy 120.000 vậy em thấy không? Size S, size 50 đổ về. Nha, cái này em đi luôn trẻ mình luôn, nó luôn trẻ mình là 65.000 luôn đi. Còn con cá 65. Xếp lê cho chị Dương Hoàng. Dương Hoàng. Lên mã ASL dùng nguyên nhé. Chân váy ASL 65k luôn. Chị nào lấy ASL cái này là quần váy dạng giống Nguyên đang mang. ASL 65.000 luôn. Hàng 79k đó.
cọc này quần của mì à. Cọc quần mì đùi này. Cọc quần này mì đùi này. Size 52. 49k luôn. Mì đùi size 52 nhé. 49k. Size 50, size 52. Cho cái mã mì đùi này nhiều cạp nhé. Cái này có nhiều kiểu cạp khác nhau nha chị em mình ơi. Đó, chị nào lấy cái này lên mã mì đùi em đi luôn chị em mình con này, giá đi luôn chị em mình lá 49k. Chị nào lấy mã mì đùi. Không có chân váy size 2X đâu chị ơi. Không có 2X đâu, cái này em có lẻ tẻ thôi. Không có đủ ri nha. Lên luôn những mã đùi mì. Chắc của mì hàng ấy. Size 50 và size 52. Em đi không có mùa nu chị ơi. Không có nu nhé. Chắc là ngày mai hoặc là ngày kia là có thêm vô đi nam. Có thêm vô đi nam. Ra hàng. Con này quần nam. Mày xin lời chị Trần Xuân Liễu. Xin lời Trần Xuân Liễu 49k. 49k. Con này lên mã quần nam. Cái này ở trong bộ không chị đâu mà chép chắc mềm nhũn đi. Size 50. Con này chắc mềm nhũn luôn. Size 50. Con này tặng 29k đi. Không có size 55 đâu chị. Con này tặng 29k đi. Này chắc nó mềm nhũn luôn. Chị em mình mua trong size lớn luôn. Hà này hàng tàu 29.000. 29.000 nhá. Còn em mã quần nam. Cái này chị em mình mua cho con trai lớn cũng được. Size 50. 29.000 luôn. Size 50 và đi chị em mình 29.000 nhá. Chị nào lấy mã quần nam. Size 29k. Eo, con này xinh. Con này size 55 đổ về, còn em mã công sở 65 luôn. Size 55 đổ về nhá. Chốt lên mã công sở 65. Mì đùi kèm size đi chị Nguyễn Trang Hồng ơi. Lên cho em size đi, thằng có size đó. Nam cho chị Nguyễn Trang Hồng. 55 đổ về con quần công sở này em đi giảm 65.000 luôn. Hàng này toàn 85 với 890. Sale nó luôn chị mình còn rất mẫu lại cái khá. Đây luôn dùng mã công sở có 1. Công sở có 1. Đây còn cái chân váy XL nữa nè. Quần nam hết rồi. Quần nam có 1 con thôi. Đây đây có 1 cái quần nam nữa nè. Váy shop, áo quên lộn, áo kiểu shop. Chắc là áo kiểu công sở để áo quên lộn, áo kiểu quận trâu tối em lên sao thì. Bây giờ view ít rồi. Tối đó, tính lên thì view ít quá. Con này áo shop nha, hàng này em đang đi 59.000. Tặng nó luôn 39.000 luôn. Size 52 đổ về, cái này chắc là chị em mình mua nhiều rồi. Đây mã rút đen luôn cũng được. Nha chị nào lấy rút đen comment lên mã rút đen luôn dùng là ok. Mày đùi size 52 cho chị Nguyễn Trang Hồng. Nguyễn Trang Hồng. Đó xe L coi phải mì đùi không em. Chị Nguyễn Trang Hồng. Đây lấy cái này đi, lấy cái này cho nó chuẩn. Lấy cái này. Nó không phải đi. Cho chị Nguyễn Trang Hồng. Trang váy size 55 mình đang không chị ạ. Con này 52 đổ về, con này đẹp lắm luôn. Nè. Lên mã đùi con này em đi chị em 55k luôn. Size 52 đổ về. Chị Trần Xuân Liễu nè. Quần đùi nó 49k. Rút đen cho chị Minh Hạnh 39k. Rút đen chị Minh Hạnh 39k. Quần chân váy như Nguyên đang mặc size L Trần Xuân Liễu. Cái này có 1 con xinh. Nam anh đang không? Hồi nãy đọc cái này mấy tiền? Chưa đọc. Size 52 đổ về. Đi mã 49k luôn đi. Còn em mã đùi 49 con này đẹp này chị em. Đùi 49 thì nào lấy đùi 49 chút đùi 49k luôn cũng được. Hồi nãy chị nào chưa có mì này lên mì size 50. 69k luôn. Cái này chị em mình tranh thủ mua nè. Được chị Minh Hạnh luôn chứ. Cái này chị em mình tranh thủ mua nè. Chứ cái này á, em nói là đi nhập không là đã đắt rồi. Đi nhập không đã đắt rồi. Có một cái quần manh vù, cái này trung niên á. Sung sung cái này. Đùi đen em hết rồi. Tầm vàng sau của em là 75.000. 52 đổ về. Mango nhá, 49k luôn. Cảm ơn mã mango 49k. Chị nào lấy mango 49? Dạ có. Trong váy mì chắc không còn chị ạ. Đây đó.
40 view là Nguyên Ngân nha. Xuống 40 là Nguyên Ngân nha. Rồi lên luôn mã mango luôn dưỡng là ok. Chị có cái mã quần nam còn size nhỏ à, cho em ra bán tặng đi. Còn size M không á, chị đã lọc xong còn size M không. À, gì ta, mango 49k. Chị nào lấy mango 49, lên mango 49k. Còn hai cái khô tàu 59k màu đen. Còn hai cái khô tàu 49k màu đen. Áo lộn sorry 59k màu đen. Hết rồi đó. Cái này bỏ chị Minh Minh đi. Cứ dặn dặn khô tàu mà. Bỏ chị Minh Minh đi. Rồi con này luôn. 149 lại nào. Chị Khoa Đức Nguyễn sao không thấy qua lấy đơn thế ta? Đơn chị bữa giờ không thấy qua lấy đó chị ơi. Để lâu rồi, nhà em để lâu rồi, nhà em không giữ đơn đâu nha. Khách mới khách cũ gì như nhau ấy. Lanh đùi em hết sạch sành xanh, không còn cái nào hết luôn. Cái này tình ngu 64 cái không mang được đấy. Xay mờ nhưng mà 64 cái mang được. Em chốt đến 60kg. Chốt đến 60kg. Quần Nam Linh hàng, hàng là một mã hàng công ty nha. Em đem luôn chị em mình con này giá đi, chị em 35.000. Chị em mình lấy hai cái, chị em bóp cho chị em mình hai cái chữ khác nhau. Trong nguyên con này 30-45kg mang rộng. Cái đó là dọc phông sung mà. Dọc phông sung á chị. Rồi lên luôn những mã này 35.000. Chị nào lấy cái này lên mã đùi 35. Chị nào mà lấy hai con sẽ bóc chị em bên hai con. Hai cái chữ khác nhau, ví dụ như đáp hay là chị Nai hay chữ Buma. Đó, trong lên con này là 35.000 quần nam, size dưới 60. Trong nguyên 64 cái vẫn đang mang được đấy. Ai lấy cái này lên mã quần nam luôn nhượng là được nhé. Size dưới 60 là ok. Nha, chốt lên mã quần nam size dưới 60. Ai lấy quần nam chốt quần nam. Tạm là chiều cho lên biết đâu chị. Gọn cái mùi xăng này. Hai về hàng dữ mà xăng không có chữ chi. Không, cái này chị biết chơi cho. Không, lên đây đi. Chứ để có người đâu lên, đâu lên chứ không. Hai cái quần đùi nam cho chị An Nguyễn rút đi em. Chị An Nguyễn hai cái hai chữ khác nhau. An Nguyên. Rồi ai lấy quần đùi nam nữa lên quần đùi nam sao em ngưng hè. Ngưng like nó dẹp mình thôi. Nó dọn dẹp á cho nó. Anh chị em mình qua lấy tối nha. Ê cho cái quần nó cho em lên luôn. À cái này hình như lên rồi. Cái này nè. Cái này còn không? Còn. Còn đưa em lên luôn cho nó bay luôn đi. 49.000 luôn đi. Còn năm cái này. Còn có set chip này đi 49.000. Chị vác lần trước nó chip nó còn cái chỗ nó còn cái chip kia đó cho em lên luôn đi cho nó bay hết luôn. 49.000, à quên 35.000. 49.000 cái set này luôn. Comment mã này là mã chip 49.000. Cực sướng. Siêu giảm. Này. Đấy, lên mã 49k chip luôn dùng em nha. Chị nào lấy chip còn được set cuối cùng. Hôm này giảm 65kg vẫn đang mang được. Vẫn mang được. Đấy, ai lấy cái này lên luôn dùng mã chip 49.000. 65kg ok luôn. Nha chị nào lấy mã à, đây nè, cho chị cái chip hoa cúc luôn em kìa. Hoa cúc còn được máy set giả gì bước vô kìa. Hoa cúc, chip xịn, chip cao cấp. Thôi chứ thôi, đừng đi 49 càng. Đừng đi 49 càng. Còn con đấy. Con này thì cực mắc mong. Con này cực kỳ mắc mong. Bỏ cho chị Nina Trương xếp chiếc đó. Con này lên luôn dụng nguyên mà xịn đi 75.000 năm con. Chị nào lấy cúc lên cúc 75.000 năm con nhé. Đấy, là Nguyên Ngân like chị em rồi nói 75.000 năm con. Thôi, đừng chốt giá nó, em tưởng hết rồi. Hết rồi chị em không đi giá đâu. Em tưởng còn có sát, ai ngờ đem vô còn cả chục sát. Lỗ quá. Rồi, Nguyên Ngân like nha. Không hết chiếc đó rồi chị ơi. Rồi, nguyên tắc like nha. Anh chị em mình qua đây tối nha. Phải được như vậy mà. Cái tổ ao tổ ao đó kìa là con trong đấy. Ừ, đứa sách năm mà. Rồi bye bye chị em mình nha. Hẹn chị em mình qua đây tối nha.